y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 486, sức mạnh thật sự một. Mọi chuyện trong bản môn đều giao cho con trai ông ta là Sử Anh Hào xử lý. Sử Anh Hào nhìn thấy tình cảnh trước mắt, kinh ngạc vô cùng, đỡ lấy cánh tay Đông Khai Thái nói, nhị sư huynh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hai tay Đông Khai Thái đều đã bị Trương Dương đánh gãy, khuôn mặt đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn nhịn đau nói, ta thua rồi, không phải là đối thủ của người ta. Sử Anh Hào lại không biết chuyện bọn họ đi tìm Trương Dương khiêu chiến, nhưng nếu như đấu cọ sát thì cũng không đến nỗi phải ra tay nặng như thế này, 15 đồng môn đi thì có tới 14 người bị gãy xương, người ta hoàn toàn không nể thể diện của bát quái môn, rõ ràng là cố ý làm nhục bọn họ. Bị thương nặng nhất là Hùng Khai Khiết, gã kêu thảm thiết nói: "Trương Dương, hắn thật độc ác, luôn mồm nói muốn đạp bằng bát quái môn chúng ta." Mặt Sử Anh Hào lập tức biến sắc, hắn xoay người nói, nghiêm trọng rồi: lập tức đón cha tôi đến đây. Một giọng nói phẫn nộ vang lên, thật là nhục nhã, hắn rõ ràng là muốn làm nhục bát quái môn chúng ta. Tiểu sư đệ kiều bằng phi nghe được tin liền chạy từ hậu viện ra, gã tức giận nói, chúng nếu như còn nhẫn nhịn cục tức này thì sau này bát quái môn ta làm sao có thể đứng trong giới võ lâm Bắc Kinh chứ, nếu là bậc đại trượng phu thì đứng ra đây, liều một phen với hắn. Oán hận của gã đối với Trương Dương là sâu đậm nhất. Thấy tình hình vậy, thù cú hận mới đều bộc phát ra lời của gã lập tức kích động tất cả đám đệ tử của bát quái môn. Bọn chúng hào ào lên, liều mạng với hắn, đi, đi tìm hắn đòi công bằng. Sử anh hào giận dữ hét lên, cầm mồm hết cho tôi, trước khi trưởng môn chưa đến, không được ai đi tìm hắn báo thù. Sử anh hào đã từng giao thủ với Trương Dương, gã biết phó công của Trương Dương, ngoài cha gã ra chẳng có ai là đối thủ của hắn cả. Tuy đệ tử của bát quái môn nhiều nhưng ỷ đông hiếp yếu chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Tiều Bằng Phi nói: Chúng ta đã bị ức hiếp đến mức này rồi mà còn phải nhịn sao? Anh nhịn được nhưng tôi không nhịn được. Cho dù mọi người không đi thì tôi cũng sẽ đi. Hắn bước bước lớn ra ngoài, đám đệ tử còn lại cũng lần lượt đi theo sau. Sử Anh Hào dù sao cũng không phải là trưởng môn, uy tín của hắn trong đám huynh đệ rõ ràng là không đủ. Chỉ Đành đừng nhìn chằm chằm bọn chúng đi tìm Trương Dương Tính sổ. Audio điện tử võ tấn bền. Kiều Bằng Phi không phải là một người thô lỗ, hắn sở dĩ dám khơi mào chuyện này một là vì có thù cũ với Trương Dương, còn một nguyên nhân nữa chính là thấy Đồng Môn bị Trương Dương làm nhục, quả thật là không thể nhịn được, hắn là một người nổi bật trong bát quái môn. Ngoài Tam sư huynh Sử Anh Hào ra thì hắn chưa từng phục người khác. Cho dù nhị sư huynh Đông Khai Thái hắn cũng không coi ra gì, cho rằng Đông Khai Thái chẳng mạnh hơn mình bao nhiêu, bại dưới tay Trương Dương chẳng có gì là lạ lần này đi cùng với Kiều Bằng Phi đến tìm Trương Dương có tất cả hơn 70 người. Kiều Bằng Phi thầm nghĩ Trương Dương cho dù có lợi hại hơn nữa nhưng nếu hơn 70 người xông lên cùng lúc thì Trương Dương cũng sẽ không địch lại nổi. Tuy là như vậy nhưng vẫn gọi điện cho Trung Trường Thắng, bảo Trung Trường Thắng đến giúp một tay. Lúc trước Trung Trường Thắng đánh bại Trương Dương gã cũng tận mắt nhìn thấy, chỉ cần Trung Trường Thắng đến thì bọn chúng sẽ ở vào thế bất bại. Sau khi đánh lui được đám đông khai thái, Trương Dương vẫn không vội rời đi, hắn đoán chắc rằng đám đệ tử bát quái môn sẽ lại đến báo thù, vừa nãy xuất thủ đã làm cho Trương Dương tin tưởng công lực đã hồi phục, công lực của hắn tuy không được mạnh như xưa nhưng chỉ ít cũng hồi phục được 8 phần, đối phó với đám đệ tử của Sử Thương Hải cũng không vấn đề gì. Trần Tuyết lại không nghĩ nhiều, đi đi, đám người đó bị anh đánh thảm đến vậy nhất định sẽ không chịu yên tâm, lẽ nào anh định đợi bọn chúng đánh đến đây sao? Trương Dương mỉm cười nói, đúng là muốn đợi chúng đến đây một lượt, ân oán phải giải quyết một thể, vì tôi cũng không có nhiều thời gian để chơi với chúng như vậy đâu. Trần Tuyết có thể nhìn ra tâm tư hôm nay của Trương Dương, hôm nay hắn vì chuyện Sở Yên Nhiên bỏ đi mà bị ảnh hưởng rất nhiều, lòng không khỏi thầm than, vừa nãy Trương Dương xuất thủ đã chứng tỏ rằng võ công của hắn đã có sự phục hồi. Đám người bát quái môn e rằng chỉ đến để chịu khổ mà thôi. Trương Dương nói, việc này không liên quan gì đến cô, cô đi xem sách đi, tôi ở bên ngoài đợi chúng, sau khi xử lý xong chuyện này tôi sẽ đưa cô về. Trần Tuyết gật đầu, xoay người đi vào phòng sách. Trương Dương liền đi vào lấy một bình trà ra, mang theo một chiếc ghế, hắn ngồi dưới gốc cây phong lá đỏ, tiêu diêu tự tại thưởng trà ngắm phong cảnh đợi đám người bát quái môn đến báo thù. Không lâu sau, lại nhìn thấy Trần Tuyết cầm một quyển sách dẫm chân lên lá phong khô đi ra, cô ấy ngồi xuống một tảng đá cách chỗ Trương Dương không xa, nhẹ nhàng yên lặng đọc sách. Trương Dương chợt cảm thấy ấm áp, Trần Tuyết tuy không nói gì, nhưng hắn biết từ sâu trong đáy lòng cô ấy là sự quan tâm đối với hắn. Sự qua lại giữa Trương Dương và Trần Tuyết tuy không nhiều nhưng giữa hai người dường như tồn tại một sự ăn ý thấu hiểu, có những chuyện không cần thiết phải nói ra. Trương Dương dừng tay nhìn Trần Tuyết một lát, sau đó lại bê chén trà lên nhấp một ngụm. Mười mấy chiếc ô tô lao nhanh về phía biệt viện yên tĩnh, Trương Dương nhíu mày, nhẹ giọng nói, nếu như thiên Chỉ tiên sinh biết được chắc chắn sẽ trách tôi phá vỡ sự yên tĩnh của ông ấy, Kiều Bằng Phi đem theo bảy mươi mấy huynh đệ đi về phía tiểu viện trên núi, bước chân của bọn họ làm cho lá phong bay mù mịt. Trung Trường Thắng cũng đi cùng với Kiều Bằng Phi, vốn đây là chuyện của bát quái môn, gã không nên nhúng tay vào, nhưng Kiều Bằng Phi là cháu của Kiều Lão, gã đã đích thân mới thì Trung Trường Thắng đương nhiên không thể từ chối. Trong mắt Trung Trường Thắng, Trương Dương chẳng qua chỉ là một bại tướng, mà gã cũng không hiểu được tại sao đám đệ tử bát quái môn lại kích động như vậy trương dương nhìn đám người đen xì ùn ùn kéo tới không khỏi mỉm cười hắn lướt mắt một lượt nhìn đám đệ tử bát quái môn thấy kẻ nào kẻ này đều sát khí đùng đùng phản ứng này của bọn chúng hoàn toàn không làm trương dương cảm thấy ngạc nhiên huynh đệ đồng môn của chúng bị trương dương đánh thảm đến mức đấy không tức giận mới là lạ người trong võ môn ít nhiều cũng có máu nóng đi làm cho trương dương thấy ngạc nhiên chính là trung trường thắng nói chính xác thì phải là điều ngạc nhiên đáng mừng mới đúng từ sau trận bị Trung Trường thắng đánh thương, Trương Dương luôn muốn tìm một cơ hội để đấu lại, trong lòng buồn bực, không ngờ gã lại chủ động dẫn xác đến. Trương Đại Quan Nhân thật sự có chút cảm tạ trời đất, trong lúc tâm trạng không vui thì ông trời lại đặc biệt phái đến một đám người để hắn xả giận, ông trời thật là chiều lòng người. Hơn 70 tên giàn ra, bao vây lấy Trương Dương. Trương Dương không lo lắng, vẫn nhấp từng ngụm trà, rồi đặt gốc xuống, từ từ đứng dậy nói, nhanh như vậy mà đã đến rồi à kiều bằng phi tức giận nói trương dương mày thật ức hiếp người quá đáng trương dương cười lớn ha ha hắn giơ bức sinh tử trong tay nói mở to mắt chúng mày ra mà nhìn cho rõ không phải vừa nãy cái đám người kia cùng tao ký bức sinh tử này sao chúng nó rõ ràng là tự rước lấy nhục nhã không liên quan gì đến tao kiều bằng phi tức giận nói trương dương mày hoàn toàn không thèm để ý đến quy tắc giang hồ thi đấu võ cọ sát trong võ lâm nào có ai làm như mày phân thắng bại là được rồi mày lại còn dùng thủ đoạn thâm độc để đánh thương người trương dương thu lại nụ cười lạnh lùng nhìn kiều bằng phi nói chúng nó mười mấy tên chạy đến cửa nhà tao khiêu chiến chính là đắc tội với quy tắc của tao chúng mày cũng vậy ánh mắt hắn rơi vào người trung trường thắng chế diễu nói trung trường thắng mày gia nhập bát quái môn từ lúc nào vậy trung trường thắng nói việc của tao không cần phải giải thích với mày trương dương gật gật đầu nói mày đúng là rất đê tiện lần trước nhân lúc tao bị thương mà đánh lén lần này lại đến cùng nhiều người thế này muốn ỉ đông để thắng thật không biết loại người như mày sao còn mặt mũi đi bảo vệ cho kiều lão để tao tặng cho mày bốn chữ không biết xấu hổ trung trường thắng bị hắn chửi cho mặt nóng bừng nhảy một bước lên nói để tao lĩnh giáo cao chiêu của mày trước trương đại quan nhân hết mặt nhìn trung trường thắng nói mày xứng sao trung trường thắng bị hắn xỉ và trước mặt nhiều người như vậy thật không còn mặt mũi nào liền lạnh lùng nói giỏi mồm thì được ích gì có giỏi thì một đấu một coi trương dương ngồi xuống ghế nói mày cứ tấn công tới đây nếu như mày có thể làm lay động một chút vị trí này thì coi như tao thua nếu như không phải công lực của trương dương đã hồi phục hơn nửa thì hắn tuyệt đối sẽ không dám làm lớn như vậy trung trường thắng cho rằng trương dương đang cố ý chọc mình tức giận gã bước tới đến gần trương dương gật gật đầu nói tao ra tay đấy nhé trương dương khinh thường nói ít lời thôi lần trước đánh lén tao mày có chào hỏi không trung trường thắng hừ một tiếng giơ chân lên đá hướng về phía đùi trương dương gã nghĩ trương dương chắc chắn sẽ đứng lên trương dương nhấc đùi lên chắn chân trung trường thắng cười híp mắt nói chân tôm à một chút lực cũng không có trung trường thắng không chút lưu tình một quyền đá thẳng về mặt trương dương trương dương đưa tay chắn tán thưởng nói quyền này còn có chút ý nghĩa chương 486, sức mạnh thật sự hai Trung trường thắng thầm kinh hãi, chưa đến một tháng từ lần gã giao thủ với Trương Dương nhưng sau đối thủ như thay một người khác vậy, hai đòn của mình đã bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải. Gã vốn còn muốn bảo vệ thân phận mình nhưng sau hai lần tấn công thất bại, bắt đầu có chút sợ hãi, xem ra lần trước không phải là thực lực thật sự của Trương Dương. Nếu như mình không bỏ ra hết sức mạnh thì e là hôm nay sẽ bại một cách rất khó coi. Trung Trường Thắng nghĩ đến đây lập tức bỏ sự rụt rè xuống, quyền cước nhanh như cắt phóng về phía Trương Dương. Trương Dương một tay giơ chén trà lên, một tay nhẹ nhàng hóa giải đòn công kích của Trung Trường Thắng, hắn rõ ràng đang sử dụng thủ thế, thấy chiêu tiếp chiêu. Hàng loạt chiêu của Trung Trường Thắng tung ra nhưng ngay cả góc áo của Trương Dương cũng không chạm vào được. Sau mấy đòn với gã, Trương Dương đã nhìn ra nước cờ của hắn, cố ý để ra một kẽ hở. Trung Trường Thắng giơ chân đạp thẳng vào phía bụng của hắn trương dương đột nhiên vung tay xuống phía dưới nhanh như chấp nắm lấy chân trung trường thắng sức mạnh khắp nơi lại làm cho cả người trung trường thắng vung lên không mất thăng bằng mà ngã xuống trước mặt trương dương trung trường thắng đang muốn đứng dậy lại bị trương dương hất nước trà vào mặt trông rất thảm hại gã tức giận hét lên gã dùng thế cá chép nhảy bật lên lao thẳng hữu quyền một đạo về phía mặt trương dương trương dương vứt chén trà tay trái rơi nhẹ lên lật tay tóm lên trên mạch môn của trung trường thắng Trung Trường Thắng lập tức cảm thấy cánh tay phải đau đớn vô cùng, sức mạnh tập trung ở cánh tay lập tức biến mất hoàn toàn. Trương Dương Hóa trưởng thành trảo, kéo chặt lấy tay Trung Trường Thắng, hướng về phía ngực. Phương quyền của hắn lại kéo mạnh rắn chắc đấm xuống bụng của Trung Trường Thắng. Một quyền vừa đánh chúng thì tả quyền lập tức xông lên, chỉ nghe thấy tiếng ping pang không dứt, song quyền của Trương Dương liên tiếp xuất ra, làm cho người ta hoa mắt chóng mặt, trong một khoảng thời gian cực ngắn mà ngực và bụng của Trung Trường Thắng đã chịu hàng chục cú quyền sau đó trương đại quan nhân lại hóa quyền thành trường. Cho trung trường thắng một bà tai làm hắn nghiêng ngả lùi về sau, khó khăn lắm mới đứng lại được, chỉ cảm thấy ngực như cứng lại, một luồng khí nóng phun từ họng ra. Trong mắt trung trường thắng đầy sự kinh ngạc và dường như không thể tin nổi. Chỉ trong gần một tháng ngắn ngủi mà đối phương lại có được sự thay đổi trời long đất lở như vậy, võ công tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng được. Trương Dương cười nói, mày, không phải là đối thủ rồi hắn từ từ đứng lên nhìn một lượt bảy mươi mấy tên đệ tử bát quái môn định cùng lên một lượt hay từng thẳng lên một kiều bằng phi tức giận nói đối phó với kẻ tiểu nhân đê tiện như mày thì không cần phải dùng quy tắc võ lâm gì cả lên trước sự hô hào của hắn hơn bảy mươi tên bát quái môn cùng xông lên như ong vỡ tổ về phía trương dương trương dương dậm hai chân xuống mặt đất sung lên những chiếc lá phong dưới đất không cần gió cũng động đậy bay lên vòng vòng chân tuyết người đang chăm chú xem sách liền nhặt một cành trúc bên cạnh ném về phía Trương Dương. Trương Dương nhận lấy, cành trúc chỉ to bằng cái ngón tay cái, dài khoảng hơn hai trượng, đầu cành còn có mấy chiếc lá trúc nhỏ. Trần Tuyết nói, bọn chúng không nói quy tắc với anh thì anh cũng không cần phải nói quy tắc với chúng. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, nói rất đúng. Cành trúc trong tay vung lên, mang theo tiếng xé gió nhức tai. Bộp, một cú vung đập thẳng vào mặt Trung Trường Thắng đang đứng chỗ cũ, hắn bị đánh trúng mặt, gây ra một vết thương dài trên mặt, đầu bị đánh hất ngửa về phía sau, đau đớn không thôi. Cành trúc nhỏ nhưng vào trong tay Trương Dương, với sự biến hóa kỳ diệu trở nên đầy uy lực, chỉ trong chốc lát đã có mười mấy tên đệ tử bát quái môn ngã gục xuống đất. Mục tiêu của Trương Dương sớm đã được xác định, đó chính là Kiều Bằng Phi, cành trúc xanh trong tay vừa quật ngã một tên đệ tử bát quái môn lập tức vung về phía Kiều Bằng Phi. Kiều Bằng Phi nghiêng người muốn tránh đòn của Trương Dương, nhưng không ngờ đối phương chỉ dùng hư chiêu hậu thủ càng lợi hại hơn lại ở phía sau, cành trúc của Trương Dương hơi hướng lên trên, sau đó vung mạnh xuống phía ngực của Kiều Bằng Phi, cú đánh này có ẩn chưa nội lực cực đại, chỉ nghe thấy một tiếng gió rít thì Kiều Bằng Phi đã bị quất cho ngã ngục xuống đất. Có năm tên đồng thời xông lên phía Trương Dương, Trương Dương vung một vòng cành trúc, rồi những tiếng bộp bộp không dứt vang lên, đầu cành trúc đều đánh trúng mặt chúng, làm nổ đom đóm mắt. Tuy bát quái môn có tới hơn 70 tên đến nhưng không một tên nào có thể lại gần Trương Dương khoảng một trượng. Tuy Trương Dương vô cùng bực mình với bát quái môn nhưng khi hắn ra tay vẫn rất có giới hạn, ngoài việc gây ra hàng loạt vết thương ngoài ra ra thì nhiều nhất chỉ là đánh chúng huyệt đạo của chúng. Tuy như vậy nhưng cảnh trúc trong tay Trương Dương đa phần đều đánh vào mặt chúng, đánh người không đánh mặt, nhưng hôm nay Trương Đại Quan Nhân đã giáp tâm đánh thẳng vào mặt đám người này, để cho chúng biết kết cục của việc không nói quy tắc. Khi cảnh trúc trong tay Trương Dương phóng tới kiểu bằng phi, thì một tia sáng màu bạc từ bên cạnh lóe lên, quấn lấy cảnh trúc như một con rắn. Hóa ra là trưởng môn bát quái môn đưa con trai cùng mấy người kịp thời đến, ông ta vừa xuất thủ đã phải dùng đến dây cửu tiết để công kích lại đòn của Trương Dương. Sử Thương Hải vừa mới nhận được tin liền chạy về bát quái môn thì thấy cảnh tượng thảm hại của nhị đồ đệ đông khai thái cùng đám đệ tử, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, nghe nói Kiều Bằng Phi mang theo hơn 70 đồ đệ đến bao vây tấn công Trương Dương, ông ta lập tức đến ngăn cản, nhưng khi đến nơi vẫn hơi muộn một chút, bây giờ đã có gần 20 đệ tử bị Trương Dương đánh gục sợi cửu tiết trong tay sử thương hải và cây trúc trong tay trương dương quấn lấy nhau tạo thành một được sử thương hải thở dài nói trương dương có chuyện gì mà không thể bình tĩnh nói với nhau sao trương dương bực mình nói bát quái môn người đông kéo tới tôi làm gì có cơ hội nói sử thương hải tuy biết chuyện này là do đồ đệ mình chủ động đến khiêu chiến nhưng thấy thảm cảnh của đám đồ đệ cũng cảm thấy chẳng có mặt mũi nào đám đệ tử đều bị đánh xương mày xương mặt Việc này mà truyền ra ngoài chẳng phải là để cho người ta chê cười sao? Mình sao còn được hiệu xưng là đệ nhất võ lâm kinh thành nữa? Hôm nay đệ tử môn hạ mình bị người ta đánh đến mức này, người làm sư phụ như ông ta còn có mặt mũi nào mà nói? Sử Thương Hải nói, "Bọn chúng có chỗ nào không đúng thì cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ giáo huấn bọn chúng là được mà." Trương Dương cười nói, "Ông tuổi đã lớn như vậy, sao tôi dám làm phiền?" Câu nói này của Trương Dương rõ ràng mang theo sự tức giận. Hắn cho rằng chính Sử Thương Hải đã tiết lộ tin tức hắn bị tẩu hỏa nhập ma cho đám này biết, cho nên chúng mới dám tìm đến hắn gây sự, cho rằng Sử Thương Hải hai mặt. Câu nói này làm Sử Thương Hải rất khó chịu, thầm nghĩ, tên tiểu tử này không nể mặt mình thì thôi, nhưng đánh người không đánh mặt, cậu nhìn xem, sao lại đánh đồ đệ của tôi ra thế này? Cho dù bọn chúng có chỗ không đúng nhưng cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ chừng trị không nể tình, nhưng cậu đánh chúng thì thôi đi, lại còn chọn mặt mà đánh rõ ràng là muốn người ta chê cười tôi, bây giờ lại còn chế giễu tôi tuổi cao vô dụng, tôi không cho cậu một bài học thì sau này trong giới võ lâm kinh thành, sử thương hải làm sao còn chỗ đứng nữa. Hai hàng lông mày rậm hoa dâm của sử thương hải nhíu lên, nói tuy tuổi đã cao nhưng đám đồ đệ này tôi vẫn có thể đánh. Rồi hắn vứt dây cửu tiết sang bên. Trương Dương thấy sử lão ra đã vứt binh khí, rõ ràng là muốn đánh tay đôi với mình, hắn liền vứt cành trúc trong tay đi, mỉm cười nói việc này không có liên quan gì đến sử lão gia chứ sử thương hải cười nhạt nói bất kể chuyện gì của bát quái môn cũng đều liên quan đến tôi rồi ông ta ra thủ thế với trương dương ông già này cũng rất biết tự trọng thân phận tuy biết trương dương tuổi trẻ thực lực không thể xem thường nhưng vẫn ra hiệu cho hắn ra tay trước sử anh hào đứng phía sau nói để con lĩnh cao chiêu của cậu ta sử thương hải bực mình hừ một tiếng nói lùi xuống thấy một trận đại chiến sắp diễn ra, Trần Tuyết liền đứng dậy, gấp sách lại nói: "Trương Dương, tại sao anh không một mình giải thích rõ ràng với Sử lão tiên sinh?" Trương Dương hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu được ý của Trần Tuyết, Trương Dương nói với Sử Thương Hải: "Sử tiên sinh, mời." Hắn xoay người đi về phía căn nhà, Sử Thương Hải cũng đi theo hắn vào trong sân, Sử Thương Hải nhìn xung quanh căn nhà, thấp giọng nói: "Nơi đây trước kia là của Thiên Trì tiên sinh phải không?" Trương Dương gật đầu nói, thiên trì tiên sinh đã tặng lại căn nhà này cho tôi, một cọng cỏ một nhành cây ở đây đều để lại dấu ấn của tiên sinh, tôi có nên trân trọng không? Sử Thương Hải nói, nên. Trương Dương nói, đồ đệ của ông đập phá nhà tôi, tôi có nên bắt chúng đền không? Nên. Trương Dương đứng dưới cây cổ thụ, chắp quyền nói với Sử Thương Hải, Sử Tiên Sinh, khi giao đấu cọ sát xin hãy trân trọng hoa cỏ ở đây. Ánh mắt Sử Thương Hải nhìn chăm chú vào mắt Trương Dương. Tuy chỉ qua một đêm, nhưng ánh mắt Trương Dương đã trở nên bình thản và lạnh lùng, nhớ tới lúc bắt mạch cho hắn tối qua, ánh mắt hắn vô cùng mệt mỏi rời rạc. Sự thương hải quả thật không thể tin được sự thay đổi trước mắt mình. Chắp từ từ chắp quyền, phát về phía Trương Dương, Trương Dương cùng đưa quyền nghênh đón, hai quyền gặp nhau cùng suốt ra lực, mặt đất sung lên, những chiếc lá dưới chân bọn họ cùng bay lên. Quyền này của họ chỉ là để thăm dò thực lực đối phương, chứ chưa xuất hết toàn lực chương 486, sức mạnh thật sự ba. Trương Dương thầm tán Dương sử thương hải già rồi mà vẫn rất mạnh, liền nhẹ giọng nói, võ giả thượng tuệ, những chuyện dậu đổ bìm leo thì một người học võ chân chính không nên làm. Sử thương hải dần dần hiểu được tại sao Trương Dương lại ra tay độc ác với đệ tử của mình như vậy. Tuy ông ta không chiếm được lý, nhưng nghĩ đến chuyện Trương Dương đã làm nhục bát quái môn đến mức này, hơn nữa tên tiểu tử này rõ ràng là cho rằng mình đã nói tình hình của hắn cho đệ tử biết rồi kêu đám đệ tử đến báo thủ sử thương hải cho dù có bao dung đến mất thì lúc này cũng không nén được giận ông ta hừ lạnh một tiếng thi triển bát quái cẩm đại khai đại hợp trong chốc lát tiếng gió vang lên trưởng ảnh đã vây lấy toàn thân trương dương sử thương hải dù sao cũng là nhất đại tông sư võ công so với đám đệ tử không biết mạnh gấp bao nhiêu lần trương dương tuy đã hồi phục như võ công vẫn chưa hồi phục tới mức như lúc đầu có điều hắn đang tuổi trẻ rồi giàu sức lực, tuổi của sử thương hải cũng không còn trẻ nữa, bát quái trưởng tuy cương mạnh nhưng chiêu nào cũng cần sử dụng chân lực, cho nên Trương Dương cho rằng chỉ cần chống đỡ được một thời gian thì cùng với sự giảm dần của sử thương hải, hắn có thể chuyển thủ thành công, nhưng sử thương hải suốt 18 lộ quyền pháp ra mà vẫn không thấy một chút giảm sút nào. Trương Dương thầm cảm thấy thần kỳ, hắn hôm nay đã trải qua hai trận đại chiến, giờ lại gặp phải cường thủ như sử thương hải, có cố gắng mấy vẫn rơi vào thế hạ phong. Trương Dương nhận thức được rằng nếu cố gắng chống đỡ tiếp thì nói không chừng sẽ bại trong tay lão sử này. Lập tức hai tay đưa ra chắp thẳng với trưởng của sử thương hải, nhưng lại không dùng toàn sức chống đỡ. Hắn mượn sức mạnh của sử thương hải mà nhảy bay ngược về phía sau khoảng một trường. Sử thương hải tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe, không để cho Trương Dương có cơ hội được nghỉ, liền xông lên đánh một trường về phía vai Trương Dương. Trương Dương không còn lựa chọn nào khác là phải liều mạng với ông ta. Hắn thay đổi phương pháp ứng đối dùng đạo gia không minh quyền hóa giải, không minh quyền chú trọng sự mềm dẻo. Trường pháp của sử thương hải tuy mạnh mẽ vô cùng nhưng dưới sự khống chế của nhu quyền thì không có cách nào phát huy hết sức mạnh ra, giống như đang đối mặt với một quả bóng ra được bơm đầy khí, lực tấn công càng lớn thì lực phản kích càng lớn, vì lực lượng của nó là lực mượn. Sử thương hải thấy được mục đích của Trương Dương, tên tiểu tử này rõ ràng là muốn làm tiêu hao lực lượng của mình, sau đó lại phản kích. Sử thương hải tuy xuất thủ lực đạo đến 10 nhưng ông ta biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì sức mạnh của mình sẽ bị giảm đi, nên ông ta quyết tâm kết thúc trận đấu này, chân lập tức biến đổi, cong như du long, từng bước ép gần lại, tốc độ nhanh hơn lúc nãy gấp bội lần, nhất thời biến thành vô thiên trường ảnh, bao trùm cơ thể trương dương vào trong. Đứng một bên quan sát trận đấu, Trần tuyết mặt cũng biến sắc, cơ thể trương dương vừa mới hồi phục không biết có thể chống đỡ được với sự công kích như vũ bão của sử thương hải không không minh quyền của Trương Dương tuy là nhu quyền nhưng cũng không cách nào ngăn cản được một kích toàn lực của Sử Thương Hải, đối mặt với đòn công kích như thế này chỉ có liều mình mà chống đỡ tiếp. Trương Dương từ trong trường ảnh đầy trời đã phân biệt ra được song trưởng của Sử Thương Hải ở đâu, hai tay hắn liền vung lên, cố gắng tiếp chiêu của Sử Thương Hải. Lần giao phong này không còn là thăm dò sức nữa, Sử Thương Hải xuất 10 phần sức mạnh, sau khi ông ta xuất trưởng mới cảm thấy có chút hối hận, với tuổi tác của mình việc gì phải dùng toàn lực sống chết với hậu bối chứ. nếu như làm trương dương bị thương thì mình cũng chẳng đẹp mặt chút nào nhưng chiều đã xuất ra rồi không thể thu lại được nữa. song quyền giao nhau phát ra một tiếng động kinh thiên trương dương dậm chân lùi mấy bước một lúc người mới đứng lại được. sử thương hải tuy không động nhưng khuôn mặt lại khí huyết đằng đằng trương dương tuổi trẻ như vậy mà đã có thể tiếp được đòn công lực của ông ta sử thương hải không khỏi thầm buồn bã chẳng trách đệ tử của ông ta đều bại dưới tay Trương Dương. Với thực lực của Trương Dương, nếu như có thể vẫn ở trong trạng thái đỉnh cao như trước thì e là cả mình cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Trần Tuyết thất kinh kêu lên, lại nhìn Trương Dương, khuôn mặt hắn có chút tái đi, có điều vẻ mặt vẫn coi như là bình thường. Trương Dương bị trường này của sử thương hải tác động vào ngực, làm hắn đau đớn, hai luồng nội khí bị kích động lên, nhưng lập tức lại dung hợp với nhau, sự đau đớn nhanh chóng giảm đi hiện tượng trước đây chưa từng xảy ra hai luồng nội khí này một khi bị kích động lên thì sẽ làm sự đau đớn tăng lên tột cùng nhưng bây giờ giữa chúng lại không có bị xung đột trương dương thầm mừng rỡ thấy việc điều trị của trần tuyết cho mình tối qua đã có tác dụng cực lớn trương dương liền điều khí rồi nói sử tiên sinh còn muốn tiếp tục không sử thương hải thở dài một hơi lắc đầu nói tôi không thắng nổi cậu trương dương nói tôi cũng không thắng nổi ông Sử Thương Hải nói, "Sử Thương Hải tôi cả đời gặp được đối thủ vô địch, thật sự xứng đáng làm võ học kỳ tài chỉ có mình cậu." Hai tay ông ta từ từ hạ xuống, "Việc tối qua tôi không hề nói với bất kỳ ai. Tuy tôi không dám xưng mình là quang minh lỗi lạc, nhưng những chuyện bị ổi như vậy Sử Thương Hải tôi tuyệt đối không làm." Sử Thương Hải thích hợp thu tay trong tình huống cục diện đang chiếm ưu thế, việc này không phải người bình thường có thể làm được, Trương Dương biết chắc chắn mình đã hiểu lầm ông ta, liền cúi thấp người nói, "Sử tiên sinh, vừa rồi tôi đã có điều đắc tội mong được lượng thứ sử thương hải nói võ giả thượng tuệ câu này của cậu không sai nhưng cách cậu nói và cách cậu làm không giống nhau trương dương nghe câu nói của sử thương hải thì biết ông ta đang phê bình khéo mình hắn liền đưa tờ sinh tử lúc trước ra cho sử thương hải sử thương hải nhận lấy từ sinh từ đọc xong thì trầm mặc một lúc lâu không nói gì nhị đồ đệ đến nhà người ta khiêu chiến rồi gây ra một chuỗi sự đấu tranh này hơn nữa trước khi thi đấu bọn họ còn ký kết thứ này tuy bức sinh tử không có bất kỳ hiệu lực nào về mặt pháp luật nhưng đối với nhân sĩ võ lâm như bọn họ mà nói rất có sự trói buộc sử thương hải thầm thở dài chuyện hôm nay đúng là bát quái môn bọn họ không đúng trước ông ta cất bức sinh tử đi thấp giọng nói tất cả những tổn thất này hãy tính hết cho tôi là tôi quản giáo đồ đệ không nghiêm mới xảy ra những cuộc đấu đá ngày hôm nay trương dương rất bái phục khí độ và lòng giả của sử tiên sinh hắn chắp tay nói, sử tiên sinh, tôi cũng có chỗ không đúng, đã ra tay hơi nặng. Sử thương hải nói, thủ pháp phân cân thác cốt của cậu rất kỳ lạ, những đệ tử của tôi bị cậu làm chật khớp giờ vẫn phải nằm trên giường, thiên hạ này không có thủ oán nào không thể hóa giải. Trương Dương, nếu như bọn họ có chỗ nào đắc tội cậu thì tôi xin thay mặt chúng xin lỗi cậu. Sử thương hải đã nói đến nước này thì Trương Dương đương nhiên không thể không có chút động lòng, hắn mỉm cười nói, với câu nói này của sử tiên sinh coi như tất cả thủ oán của tôi với bát quái môn chấm dứt từ đây, xin mời sử tiên sinh đi trước một bước, tôi sẽ theo sau. Sử thương hải gật gật đầu, quay người rời khỏi sân, bước ra ngoài, đám đệ tử của ông ta đều quan tâm vây lấy, kiều bằng phi bị trương dương quất thương giờ vẫn đau nhức không thôi, gã chạy lên nói, sư phụ, đã cho hắn bài học chưa? Sử thương hải lạnh lùng nhìn kiều bằng phi, đột nhiên giơ tay lên, trước mặt bao nhiêu người, tức giận tạt cho hắn một bà tai, ông ta ra tay rất nặng làm cho nửa mặt của Kiều Bằng Phi lập tức đỏ sưng lên. Kiều Bằng Phi ôm lấy mặt, hai mắt đầy sự xấu hổ. Trước đây Sử Thương Hải luôn yêu thương nhất tiểu đồ đệ này, nhưng sự việc hôm nay đã làm cho ông ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Sử Thương Hải trước mặt bao nhiêu đệ tử, từng chữ từng chữ một nói Kiều Bằng Phi, từ nay về sau cậu không còn đệ tử của bát quái môn nữa. Kiều Bằng Phi nghe thấy sư phụ muốn trục xuất mình ra khỏi sư môn, hắn liền chạy tới quỳ xuống trước mặt Sử Thương Hải sư phụ con sai rồi người đừng trục xuất con ra khỏi sư môn ở thời hiện đại quan hệ sư đồ đã không còn quan trọng như trước nữa nhưng kiều bằng phi từ nhỏ đã đi theo sử thương hải học võ rất được gã sủng ái kiều bằng phi bản thân vốn là người trọng thể diện bị sư phụ đuổi ra khỏi môn phái rõ ràng là điều gã không thể chấp nhận được sử thương hải giơ chân đạp kiều bằng phi lăn ra đất nhiệt chướng tôi không có loại đồ đệ như cậu nói rồi ông ta bước bước lớn về phía trước Sử Anh Hào không khỏi đồng cảm nhìn tiểu sư đệ, đợi khi cha gã đi xa rồi mới vỗ vỗ vai Kiều Bằng Phi nói, ông đang rất tức giận, đợi khi ông hết tức thì nhị huynh cùng sư huynh đệ sẽ nói giúp cho đệ. Kiều Bằng Phi gật gật đầu, quỳ dưới đất trần trừ không đứng lên. Trung trường thắng lúc này đang dựa dưới gốc cây phong, mặt cắt không còn giọt máu, miệng thì đầy màu đỏ của máu. Ở Đông Giang gã đánh lén đắc thủ, làm cho Trương Dương phun cả máu, bây giờ tình thế đã đảo ngược lại rồi, Trương Dương đánh hắn mười mấy quyền, còn cho hắn một bạt tai, Trung Trường thắng toàn thân trên dưới không còn chút sức lực, thậm chí một chút sức để nhấc chân bước đi cũng không còn, nếu như gã sớm biết hậu quả như thế này thì sẽ tuyệt đối không cùng Kiều Bằng Phi đến đây gây loạn. Chương 486, sức mạnh thật sự 4 Đệ tử của Bát Quái môn rất nhanh đã tản đi, trước cửa trở nên rộng rãi, chỉ còn lại Trung Trường thắng và Kiều Bằng Phi đầy bi phẫn nhìn theo. Trương Dương và Trần Tuyết lúc này mới bước ra cửa, Kiều Bằng Phi đầy căm phẫn nhìn hắn. Trương đại quan nhân cứ như không nhìn thấy hắn, nói với Trần Tuyết, "Để tôi đưa cô về." Trần Tuyết gật đầu, bước lên xe của Trương Dương, Trương Dương khởi động xe, khi xe đi qua chỗ Trung Trường Thắng, hắn liền hạ cửa sổ xe xuống nói, "Nếu như có điều kiện thì hãy đến bệnh viện mà truyền thêm ít máu vào, có lẽ còn phải thổ huyết khoảng 2 ngày nữa đấy, vạn nhất mất máu quá nhiều sẽ không tốt đâu." Nói rồi hắn phóng xe đi mất. Trung Trường Thắng vô cùng tức giận, phụt, lại một tràng máu tươi phun ra, bây giờ đã đến lượt gã thổ huyết rồi. Sau khi Trương Dương đưa Trần Tuyết về Thanh Hoa Viên, mới đến chỗ bát quái môn, ý định vốn có của hắn chính là muốn để cho cái đám không biết trời cao đất dày này chịu khổ một chút trước. Hùng Khai Khiết và mười mấy tên đồng môn đã bị dày vò đau khổ không thể chịu nổi, Hùng Khai Khiết kêu rên không ngừng. Trong đó người chịu đựng giỏi nhất vẫn là Đông Khai Thái tuy gã cũng rất đau đớn nhưng từ đầu đến cuối đều không kêu tiếng nào. Sử thương hải nhìn đám đệ tử, mặt mày trầm xuống, việc này là do chúng tự chuốc lấy, không thể trách người ta được. Sử thương hải tức giận nói, ta đã sớm nói với các người là đừng ỷ mình có chút võ công là đi tìm người ta tranh đấu rồi. Cần phải biết trên đời này trong số kẻ mạnh thì sẽ có kẻ mạnh hơn, gặp phải cao thủ thật sự thì các người sẽ chỉ chuốc họa vào thân thôi. Đông Khai Thái nói, sư phụ, chúng con đường đường chính chính đến khiêu chiến với hắn, bại thì cũng không có gì. Sử thương hải cười lạnh nói, hay cho một câu đường đường chính chính, người ta bị nội thương còn chưa hồi phục vậy mà các ngươi lại chọn đúng lúc này để tìm người ta khiêu chiến, đây chả khác nào dậu đổ bìm leo. Đệ tử của bát quái môn ta làm gì có đệ tử nào không phải đường đường chính chính chứ, nhưng nhân lúc người ta bị thương mà đến khiêu chiến thì cho dù có thắng cũng có ý nghĩa gì. Ông ta tức giận nói tiếp, lần trước ta đã nói chuyện này coi như bỏ qua, ai cũng không được tiếp tục truy cứu, con biết mà vẫn cố tình phạm vào, coi lời nói của ta như gió thoảng sao?" Sử Anh Hào lo lắng cha mình tức giận mà làm tổn thương đến bản thân, liền đứng một bên khuyên cha, bỏ qua đi, sự việc cũng đã xảy ra rồi, bọn họ đều biết sai rồi. Đúng lúc này thì có người đến thông báo, Trương Dương đến rồi. Sử Thương Hải để cho Sử Anh Hào ra đón tiếp. Trên dưới Bát Quái Môn vẫn còn đầy sự hận thù với Trương Dương, dù sao hôm nay hắn đã quét sạch thể diện của Bát Quái Môn rất nhiều đệ tử ở đây trên mặt trên người đều mang vết thương, đây đều là do trương đại quan nhân ban tặng. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì sử thương hải cũng sẽ không mời trương dương đến đây, thủ đoạn phân cân thác cốt của trương dương thật quá đặc biệt, với kiến thức của sử thương hải quả thật không thể nào phục vị lại khớp cho đám đệ tử. Người thê thảm nhất là hùng khai khiết, gã bị chật khớp nhiều nhất, vì kẻ mà trương dương ghét nhất chính là gã. Trương Dương chào hỏi sử thương hải, cũng không nói gì nhiều, đưa tay ra tóm lấy một tên đệ tử bát quái môn nhẹ nhàng mấy cái là đã làm cho khớp bị chật của gã phục vị lại sử thương hải quan sát thủ pháp phục vị của trương dương nhìn thì như chỉ đưa tay tùy ý nhưng thực ra lại ẩn chứa kỹ xảo kỳ diệu ông ta bất giác thở dài đúng là anh tài xuất thiếu niên mình đã già rồi thật sự già rồi hùng khai khiết đã bị đau đớn dày vò sắc không thể chịu đựng nổi trương dương hỏi gì gã trả lời nấy rồi kể hết toàn bộ chuyện gã đi theo trương dương tối qua ra Nghe gã nói như vậy sử thương hải tức đến run người, hận không thể một trường đánh chết cái đồ chẳng ra gì đó. Mục đích Trương Dương hỏi rõ tình hình chính là để cho sử thương hải nghe, cũng để cho ông ta biết đám đệ tử môn hạ của ông ta không phải đều là loại tử tế, chuyện hôm nay đều là do chúng gây nên. Hỏi hết những chuyện này, Trương Dương cũng không tiếp tục làm khó hùng khai khiết nữa, liền phục vị lại toàn xương cốt cho gã. Làm xong những chuyện này, Trương Dương phủi phủi tay nói, sử tiên sinh, việc ông nhờ tôi tôi đã làm xong rồi, tôi còn có việc, xin cáo từ. Sử Thương Hải chắp tay nói, cảm ơn, anh Hào, giúp ta tiến khách. Sử Anh Hào đưa Trương Dương ra cửa, đôi mắt tinh anh của Sử Thương Hải nhìn chằm chằm vào Hùng Khai Khiết. Hùng Khai Khiết vội vã cúi đầu trước cái nhìn tức giận của ông ta, quỳ xuống trước mặt Sử Thương Hải. Chuyện vừa nãy Kiều Bằng Phi bị đuổi khỏi sư môn gã cũng đã biết, gã sợ chuyện tương tự sẽ đổ lên đầu mình. Sử Thương Hải nói, hôm nay sẽ là ngày ta khó quên nhất trong cả cuộc đời ta, vì, ngày hôm nay ta cùng lúc mất đi hai đồ đệ. Hôm nay là ngày khó quên của Sử Thương Hải cũng là một ngày khó quên của Trương Dương, vì hôm nay hắn đã mất đi sở yên nhiên, sở yên nhiên tức giận bỏ đi, Trương Dương không biết cô ấy phải chăng đã về Mỹ hay vẫn còn ở lại trong nước, dù sao sau khi sở yên nhiên nhìn thấy cảnh tượng tối qua thậm chí còn không cho hắn cơ hội giải thích, mà đã chọn cách bỏ đi. Tần manh manh không biết tâm tích của sở yên nhiên, từ việc sở yên nhiên không từ mà biệt có thể thấy giữa cô ấy và Trương Dương đã xảy ra vấn đề tương đối nghiêm trọng, tầm manh manh thử gọi một cuộc điện thoại về bên Mỹ, mượn cớ hỏi thăm Margaret, xem xem phải chăng có thể nghe ngóng được tin tức gì, nhưng kết quả tương đối thất vọng, từ giọng nói của Margaret có thể thấy bà ấy chưa biết được giữa Trương Dương và sở yên nhiên đã xảy ra vấn đề, bà ấy còn hỏi tần manh manh hiện giờ có phải sở yên nhiên và Trương Dương đang rất vui vẻ hay không. Chắc là quên mất người bà này rồi trương dương nghe tần manh manh nói xong tâm trạng lập tức trầm xuống nếu như sở yên nhiên chưa về mỹ thì cô ấy đi đâu rồi tần manh manh nhìn ra trương dương đang lo lắng anh anh yên tâm đi yên nhiên đã là người lớn rồi cô ấy sẽ không làm điều ngốc nghếch đâu trương dương thở dài đặt điện thoại di động của sở yên nhiên xuống bàn trà thấp giọng nói em cầm hộ cô ấy tần manh manh nhỏ giọng nói rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trương dương nói nếu như anh nói chỉ là hiểu lầm thì em có tin không tần manh manh nói tuy em không biết là hiểu lầm gì nhưng em tin vào tình cảm của anh đối với yên nhiên là thật trương dương lại nói em có tin là trong trái tim một người có thể chứa đựng dược rất nhiều người không tần manh manh lắc lắc đầu nhỏ giọng nói em không tin vì em không làm được khóe miệng trương dương hé ra một nụ cười khổ điện thoại của hắn vang lên từ sau khi sở yên nhiên bỏ đi Lần nào điện thoại reo đều mang đến cho hắn một tia hy vọng, nhưng sau khi nhận điện thoại, Trương Dương lại có chút thất vọng. Là điện thoại của Liễu Ngọc Doanh, cô ấy và Tống Hoài Minh đã đến Bắc Kinh, bảo Trương Dương nếu như tiện thì đưa Sở Yên Nhiên đến trụ sở của Bình Hải ở Bắc Kinh gặp mặt bọn họ. Trương Dương nói, Yên Nhiên đi dạo phố với bạn bè rồi, cháu không liên lạc được với cô ấy. Liễu Ngọc Doanh có chút thất vọng, yên lặng một lúc rồi nói, buổi trưa ngày mai bọn cô ăn cơm với phó thủ tướng, cháu hãy đưa nó đến đây. Trương Dương không biết nên trả lời cô ấy như thế nào, do so dự một lát rồi nói, đợi cô ấy trở về cháu sẽ hỏi ý cô ấy. Bên này điện thoại vừa cúp xuống thì điện thoại của mẹ nuôi La Tuệ Ninh gọi tới, cũng nói về việc trưa mai hai nhà ăn cơm với nhau, đối với La Tuệ Ninh, Trương Dương không dám giấu giếm điều gì, hắn thành thật nói hết chuyện Sở Yên nhiên tức giận bỏ đi. La Tuệ Ninh nghe được tin này không khỏi tức giận nói, cái đồ xấu xa, nói với con bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Một người con gái tốt như yên nhiên mà con không biết trân trọng, sẽ có một ngày con phải hối hận." Trương Dương cười khổ nói, "Mẹ nuôi, mẹ cứ mắng con một trận đi, lòng con cũng khó chịu lắm, con phát hiện con chẳng ra gì, mẹ mắng con để con dễ chịu hơn đi." La Tuệ Ninh nói hắn hai câu cũng biết được trong lòng hắn không dễ chịu gì, liền thở dài nói, "Con xem, vợ chồng họ đi từ xa tới đây là để gặp ai chứ? Người ta là nhớ thương con gái." thằng nhóc con lại làm cho con gái yêu quý của người ta tức giận bỏ đi, phải ăn nói thế nào với người ta đây, con tự tính đi. Trương Dương nói, cho dù yên nhiên chưa bỏ về nước thì cũng chưa chắc đã vui vẻ gặp họ. Là Tuệ Ninh bất lực nói, ngày mai con cứ đến đây, bố mẹ vợ tương lai đã đến rồi, con mà không lộ diện thì chẳng phải là thất lễ sao. Trương Dương thở dài, là Tuệ Ninh cúp máy, Trương Dương cầm điện thoại, ngẩn ra. Tần manh manh đầy sự đồng cảm nhìn Trương Dương nhẹ giọng nói anh, tình cảm có sâu đậm hơn nữa cũng sẽ không thể chịu nổi nhiều lần bị làm tổn thương. Trong lòng yên nhiên chỉ có anh, em không biết quan niệm về tình cảm của anh thế nào, nhưng em nghĩ anh nên có trách nhiệm với cô ấy. Trương Dương bê chén trà đã lạnh lên, khó khăn nhấp một ngụm, anh phát hiện ra mình không nên thuộc về thế giới này. Điều hắn nói quả thật rất chính xác, hắn hoàn toàn không phải là người của thời đại này. Tần manh manh có thể cảm nhận được sự tan thương trong lời nói của hắn, liền dịu giọng nói anh, để em đun lại trà. Trương Dương lắc lắc đầu nói, anh về đây, nếu có tin tức của Yên Nhiên đừng quên báo cho anh nhé. Chương 487, căn phòng nhỏ một. Trương Dương lái chiếc xe của hắn đi lòng vòng xung quanh Bắc Kinh trong buổi tối, hắn lái xe mà không có mục đích. Mở đài phát thanh lên, từ trong đó truyền ra một bản dương cầm ngọt ngào. Trương Dương cảm thấy có chút quen thuộc, bất giác trước mặt hiện lên một hình ảnh, là cảnh tượng Sở Yên Nhiên mặc chiếc váy dài màu hồng ngồi đánh đàn cho hắn nghe. Tất cả điều này như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, đó là lúc Sở Yên Nhiên cắm nến chúc mừng sinh nhật Trương Dương, nghĩ đến những gì Sở Yên Nhiên đã làm cho mình, lòng Trương Dương lại cảm thấy khó chịu. Hắn đi một cách vô định rồi vô tình đến nhà hàng Louisiana, nơi trước đây hắn và Sở Yên Nhiên cùng nhau qua sinh nhật của hắn, những ánh đèn màu da cảm chiếu lọt qua tấm rèm che cửa, chiếu lên mặt được. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy những đôi trai gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau không khí thật là lãng mạn và ấm áp. Nếu đổi lại như bình thường thì Trương Dương sẽ không một mình chủ động đến nơi như thế này, hắn thả đến sạp nướng ven đường hay đi ăn đồ kho còn hơn, vì giao dĩa không hợp với hắn. Nhưng tối nay, Trương Dương... Người luôn mang trong lòng hình ảnh của sở yên nhiên liền một mình bước vào nhà hàng Louisiana mang theo sự hối hận và nuối tiếc những chuyện xưa. Hắn tìm một góc khuất ngồi xuống, trong lòng vẫn mang một tia hy vọng, hy vọng sở yên nhiên vẫn chưa đi, hy vọng Sở Yên Nhiên vẫn đang ở Bắc Kinh và đang ở trong nhà hàng này. Trương Dương gọi một suất sườn bò và một chai rượu vang, nghe huyền luật su dương của cây vai long, dưới ánh đèn mờ ảo, màu rượu vang như biến thành màu hổ phách, Trương Dương đang nhớ lại cái đêm sinh nhật hắn. Hắn vẫy vẫy tay gọi phục vụ, hắn đưa cho phục vụ một tấm thẻ, trên đó ghi tên một bản nhạc Adelaide bên dòng sông. Người phục vụ rất lịch sự trả lời, thưa ngài, tối nay người chơi đàn piano không đến, Ngài có thể chọn một bản Long khác ạ à? Trương đại quan nhân tức giận trợn mắt lên nói Vậy bảo anh ta kéo cho tôi khúc nhị tuyển ánh nguyệt Người phục vụ cười khổ nói thưa ngài, anh ấy chơi đàn Long ạ à? Trương Dương lật túi áo Rút ra 5 tờ chi phiếu nhét vào tay người phục vụ đó kéo Tôi muốn nghe Người phục vụ có chút bất lực lắc đầu Nhận tiền rồi xoay người đi Đến trước mặt người kéo đàn Long nhỏ tiếng nói mấy câu Người kéo đàn cũng ngẩn ra thầm nghĩ người này thật là đồ gây rối bảo mình kéo khúc nhị tuyển ánh nguyệt, khỉ thật, sao không lên cầu vượt kia mà tìm người kéo đàn nhị ý. Có điều chúng ta cũng nhận tiền rồi, chẳng ai lại làm khó dễ với tiền bạc cả. Chẳng qua chỉ là khúc nhị tuyển ánh nguyệt thôi chứ gì. Chỉ cần có bản nhạc thì chúng ta sẽ kéo ra được thôi. Tiếp theo đó, bên trong nhà hàng Pháp liền vang lên khúc nhị tuyển ánh nguyệt bi thương. Phải công nhân rằng trình độ của tay kéo violin này không tồi. Khúc nhạc này vốn chỉ có đàn nhị mới có thể thể hiện hết được âm vị trong đó, nhưng tay kéo đàn violin này kéo ra những giai điệu rất hay. Hay thì có hay nhưng lại không phù hợp với không khí trong nhà hàng người ta. Trương đại quan nhân vốn tâm trạng đã không tốt, càng nghe lại càng thấy buồn bực. Hôm nay làm sao vậy nhỉ? Rõ ràng là tự đầy đọa mình mà. Tay kéo đàn cuối cùng cũng kéo hết khúc nhị tuyển ánh nguyệt, trương đại quan nhân bê tách rượu lên, một hơi uống hết đúng lúc đang chuẩn bị đứng dậy tính tiền thì thấy một bóng người bước tới cây đàn dương cầm, Trương Dương dội mạnh mắt mình, hắn thật không ngờ lại có thể gặp được sở yên nhiên ở đây. Sở yên nhiên rõ ràng là tiều tụy đi rất nhiều, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen, khuôn mặt nhợt nhạt, thân hình gầy đi trông thấy, một chuỗi huyền luật bi thương động lòng người chảy ra theo sự chuyển động của ngón tay cô ấy. Khúc nhạc lần này cô ấy dạo là, lời thì thầm mùa thu, trong thời tiết như thế này, trong tâm trạng như thế này, một khúc nhạc như vậy càng có thể biểu đạt được sự ai oán của sở yên nhiên. Tối qua sở yên nhiên đã khắc phục được chướng ngại tâm lý trùng trùng, chuẩn bị hẹn hò đêm với Trương Dương, muốn cho hắn một bất ngờ, nhưng cả chặng đường lại không gọi được điện thoại cho hắn. Khi đến biệt viện Hương Sơn, sở yên nhiên ghé mắt nhìn qua khe cổng thấy bên trong còn sáng đèn, gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, chỉ còn cách trèo qua tường. Cô ấy sợ Trương Dương xảy ra chuyện gì, nhưng ai mà ngờ được cô ấy lại nhìn thấy cảnh Trương Dương và Trần Tuyết đang quấn lấy nhau trên giường. Sở Yên Nhiên đau đớn muốn chết, liền ngậm nước mắt bỏ đi. Cô ấy vốn muốn về Mỹ, nhưng với tâm trạng của cô ấy bây giờ khi về nước chắc chắn bà ngoại sẽ nhìn ra, cô ấy không muốn bà ngoại phải lo lắng, lại muốn về Bắc Nguyên thăm ông ngoại, nhưng cũng lo tâm tư của mình bị ông ngoại phát hiện, đành phải cô đơn lẻ loi thuê phòng khách sạn ở lại. Sở Yên Nhiên hạ quyết tâm quên Trương Dương đi nhưng từ tối qua đến giờ trong đầu cô ấy luôn xuất hiện hình bóng Trương Dương, rồi những kỷ niệm trước đây cứ ủa về, cô ấy không tin những gì xảy ra giữa hai người trước đây đều là giả. Sở yên nhiên cũng đang đi tản bộ xung quanh, nhưng thần xui quỷ khiến thế nào lại đến đây, nhìn thấy nhà hàng Louisiana, cô ấy chợt nhớ tới cảnh tượng sinh nhật Trương Dương năm trước, nhớ tới ánh mắt dịu dàng của Trương Dương dành cho mình, nhớ tới những ngọn nến và sự lãng mạn lúc đó. Sở yên nhiên khi chơi khúc nhạc này đã dốc hết toàn bộ cảm xúc, có thể cảm nhận được tất cả sự cô đơn, sự lạc lõng hụt hẫng chưa từng có đang bao trùm lên nội tâm sở yên nhiên. Cô ấy cuối cùng cũng không kìm nén được cảm xúc trong lòng, nước mắt cứ thế trào ra, từng giọt rơi lên phím đàn. Trương Dương ngắm nhìn hình ảnh sở yên nhiên cô đơn nhưng hoàn mỹ, hắn chợt rút một bông hoa hồng trong bình ra, từ từ bước tới, đứng phía sau sở yên nhiên. Khi sở yên nhiên đánh xong nốt cuối cùng thì hắn liền đặt bông hoa lên trên kệ đàn, thấp giọng nói, anh vẫn luôn tìm em. Cơ thể Sở Yên Nhiên đứng bật dậy theo phản xạ, nước mắt trào ra nhiều hơn, cô ấy không quay đầu lại, cũng không cần quay đầu lại, vì cô ấy biết ai đến. Sở Yên Nhiên không thể hiểu nổi mình đang vui mừng hay đang tức giận, cô ấy hoảng loạn đứng lên, chạy ra ngoài. Trương Dương sợ Sở Yên Nhiên lại một lần nữa chạy biến mất trước mắt mình, liền vội vã chạy theo sau. Vừa bước ra sảnh lớn thì giám đốc nhà hàng đuổi theo nói, "Thưa ngài, ngài chưa trả tiền." trương dương vội móc túi áo cầm ra một đống chi phiếu ném tới sau đó đuổi theo sở yên nhiên sở yên nhiên đã bắt đầu chạy theo dòng người trên phố tốc độ càng ngày càng nhanh nhưng đáng tiếc cô ấy đi giày cao gót nó ảnh hưởng đến tốc độ chạy trốn của cô ấy sở yên nhiên khom người xuống nhanh chóng cởi giày rồi lại chạy tiếp trương dương lớn tiếng nói yên nhiên dừng lại nghe anh giải thích sở yên nhiên che mồm chạy tốc độ của cô ấy không đủ để thoát khỏi sự theo đuôi của trương dương cô ấy cắn chặt răng đột nhiên lao xuống con đường đầy xe cô ấy muốn vượt ngang qua đường vì là con đường đông tây chủ đạo nên xe qua lại rất nhiều sự lao nhanh qua đột ngột của sở yên nhiên làm cho rất nhiều tài xế không kịp tránh có người nhấn phanh có người xoay hướng có hai chiếc xe vì tránh cô gái đột nhiên lao ra đường mà va phải nhau trương dương không khỏi lo lắng lớn tiếng nói đừng chạy đừng chạy sở yên nhiên căn bản không nghe lời hắn Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn xe trên đường mà cứ lao một mạch về phía trước. Trương Đại Quan Nhân nhảy vọt lên không, một chân đạp lên nắp chiếc xe ô tô màu đen rồi vọt tới xoay người 360 độ, đuổi kịp Sở Yên Nhiên và túm lấy cô ấy. Một chiếc xe chở hàng vì không phanh kịp mà lao về phía họ, Trương Dương dùng cơ thể cho cho Sở Yên Nhiên, trong lòng thầm mong chiếc xe đó đâm vào mình, chỉ cần chạm nhẹ vào mình là mình sẽ bay lên, vừa kịp diễn một màn kịch tình khổ, làm cảm động Sở Yên Nhiên nhưng ông trời không thể thuận theo ý hắn, chiếc xe chở hàng đó rít lên rồi cuối cùng dừng lại cách chỗ họ khoảng một mét. Sở yên nhiên sợ tái mặt, nhưng Trương Dương lại thầm nghĩ, sao anh không lao nhanh một chút chứ, tôi vẫn còn chưa kịp diễn kịch mà. Rồi hắn thấp giọng nói, em không sao chứ. Sở yên nhiên lạnh lùng đẩy hắn ra, tài xế xe mở cửa sổ thò đầu ra ngoài, chỉ tay vào sở yên nhiên chửi, con điên, muốn chết à. Sở yên nhiên tức giận quay đầu đi, đột nhiên nhặt từ dưới đất lên một nửa cục gạch rồi dơ lên ném mạnh vào kính chắn gió của chiếc xe chở hàng đó hét lên tôi muốn chết đấy có giỏi thì đâm đi cô ấy như vẫn chưa hả giận liền dùng hai tay đập vào thùng xe kính chắn gió của chiếc xe bị nứt mấy phần tài xế đó bốc hỏa mở cửa xe lao tới đồ đàn bà tranh chua có tin tôi đập chết cô lời đe dọa vẫn chưa nói hết thì trương dương đang giơ tay lên đấm bộp một cái vào mặt gã làm cho gã gã gục xuống đất hoa mắt chóng mặt trên chiếc xe này cũng không phải chỉ có một người từ ghế sau hai người đàn ông nhảy ra phía sau còn có ba chiếc xe nữa vừa thấy bạn mình bị đánh liền xông ra mười mấy người bọn họ bao vây lấy trương dương và sở yên nhiên sở yên nhiên vốn định gây chuyện một chút để kéo chân trương dương nhưng ai ngờ chính mình cũng dính vào vòng vây trương dương an ủi cô ấy đừng sợ có anh đây rồi Sở Yên Nhiên không chút cảm động nói, anh là ai? Đi ra chỗ khác đi. Bọn họ làm loạn một hồi khiến cho giao thông tại nơi đó lập tức bị tắc nghẽn, rất nhanh đã có một nhân viên cảnh sát tới, tức giận nói, làm cái gì thế, làm cái gì thế? Lập tức lái xe đi ngay, còn gây chuyện ở đây có tin tôi bắt tất cả về đồn không? Chương 487, căn phòng nhỏ 2. Mấy người tài xế vây lấy viên cảnh sát rồi nói rào rào lên người tài xế bị trương dương đánh gã liền bịt mũi đang bị chảy máu chỉ tay về phía trương dương kháng nghị sở yên nhiên phát hiện có một khe hở đang muốn chuồn đi liền bị viên cảnh sát cản lại cô đứng lại cho tôi gây ra chuyện còn muốn đi à không dễ như vậy đâu tất cả theo tôi về đồn điều tra trương dương và sở yên nhiên cùng bị đưa về đồn cảnh sát gần đó rắc rối lần này rõ ràng là do bọn họ gây ra nhân chứng mục kích tại hiện trường có rất nhiều Nhân viên cảnh sát phụ trách án của bọn họ cầm một kẹp tài liệu rồi đập mạnh xuống bàn làm việc, rất có uy nghiêm nói với bọn họ, nói đi, chuyện là như thế nào. Chính sách của chính phủ chúng ta từ trước đến nay đều là nói thật được khoan dung, chống lại sẽ bị nghiêm trị. Sở Yên Nhiên căn bản chẳng thèm để ý đến anh ta, quay mặt sang một bên, cảnh sát đó liền quay sang hỏi Trương Dương. Trương Dương nói, tên tài xế đó đáng bị đánh, gã suýt nữa đâm vào bạn gái tôi, còn nói láo sở yên nhiên tức giận nói ai là bạn gái của anh con người anh có bị bệnh không vậy viên cảnh sát mặt đen nói hừ các người coi sở cảnh sát chúng tôi là chỗ nào chứ tôi không cần biết các người có quan hệ gì các người đánh người là không đúng rồi trương dương nói ai bảo hắn mồm thối cảnh sát mặt đen nói anh đừng có dở trò ngang ngược với tôi ở trên đất bắc kinh này có loại người nào mà tôi chưa từng gặp chứ các người cãi nhau cũng được yêu đương cũng được nhưng đừng có rảnh việc rồi chạy ra giữa đường gây sự chứ. Rồi anh ta lại quay sang sở yên nhiên nói, cô gái này tính cách cũng ghê quá cơ, nếu như có giận anh ta thì cô lấy gạch mà đập vào đầu anh ta ý, chứ xe người ta có đắc tội gì với cô đâu mà cô lại đáp gạch vào xe người ta. Sở yên nhiên không nói gì, không nên đáp thì cũng đáp rồi, anh thích nói gì thì cứ nói đi. Trương Dương nói, chuyện này không liên quan đến cô ấy, gạch là do tôi đập, người là do tôi đánh, muốn xử lý thì cứ xử lý tôi để cô ấy đi đi trong thời khắc mấu chốt trương đại quan nhân đã thể hiện sự cao thượng của mình muốn gánh hết trách nhiệm cho sở yên nhiên sở yên nhiên bực mình nói đừng có vợ làm người tốt trước mặt tôi anh là anh tôi là tôi chúng ta chẳng quen biết nhau cảnh sát mặt đen không vui nói hai người đừng có diễn kịch trước mặt tôi nữa muốn như thế này để thoát tội à nằm mơ hai người không quen biết nhau sao được vậy thì làm quen đi Cùng vào trong phòng tạm giam mà ngồi, khi nào nghĩ thông thì đến tìm tôi." Rồi anh ta gọi một viên cảnh sát khác đến đưa Trương Dương và Sở Yên Nhiên vào một căn phòng giam nhỏ. Trương đại quan nhân đúng là cầu còn không được, thầm nghĩ bình thường hay nghĩ ai là người đáng yêu nhất, hôm nay mới phát hiện ra chính là cảnh sát, cái gì mà lo nỗi lo của dân, nghĩ những gì dân nghĩ, cảnh sát mặt đen này đúng là mẫu người điển hình cho cách nói đó. Sở Yên Nhiên không vui kháng nghị nói, dựa vào đâu mà nhốt tôi chung với anh ta? Anh ta không phải là người tốt, tôi không đồng ý. Cảnh sát mặt đen nói, bây giờ hối hận rồi à, sao không nói sớm đi, sở cảnh sát chúng tôi rất chật hẹp, cô muốn phòng đơn à. Không có đâu, dùng tạm đi. Sở yên nhiên tức giận nói, nhớ anh ta dở trò lưu manh thì sao. Cảnh sát mặt đen nói, dở trò lưu manh, cô nghĩ sở cảnh sát chúng tôi là nơi nào chứ, anh ta dám sao. Trương Dương trồm lên nói với viên cảnh sát, anh cảnh sát thật sáng suốt tôi thật sự không dám đâu, tôi là một người công dân tốt lại còn là cán bộ nhà nước, chưa bao giờ dở trò lưu manh cả. Có đánh chết tôi cũng không làm đâu. Cảnh sát mặt đen nói, may mà anh còn giác ngộ ra được mình là cán bộ nhà nước đấy, đi vào trong phòng tạm giam tự kiểm điểm lại mình đi. Vì cán bộ nhà nước ở Bắc Kinh này nhiều vô kể nên không có gì là kỳ lạ. Thế nên Trương Đại Quan Nhân và Sở Yên Nhiên liền bị nhốt vào trong một căn phòng nhỏ tối, sau khi Sở Yên Nhiên bị nhốt vào trong, tức tối vô cùng. Bên trong căn phòng trống không, chẳng có gì cả, Trương Dương ngồi xuống một chỗ, vui mừng nhìn Sở Yên Nhiên, thầm nghĩ lần này không sợ cô ấy chạy mất nữa. Sở Yên Nhiên đứng cách xa Trương Dương, dựa vào tường, ánh mắt nhìn vào cửa sổ nhỏ ở đối diện. Trương Dương nói, chúng ta thật là có duyên, Bắc Kinh lớn như vậy mà cũng gặp được nhau. Sở Yên Nhiên nói, anh không nói người ta cũng không nghĩ anh bị câm đâu. Trương Dương nói, bây giờ anh mới tin trên đời này thật sự có duyên phận sở yên nhiên nói không có thời gian rảnh để ý đến anh trương dương nói tối qua thật sự là hiểu lầm nói xong hắn dừng lại một chút anh nói như vậy em tin không sở yên nhiên bịt tai lại ngồi xuống trương dương biết cô ấy cho dù có bịt tai thì nhất định cũng sẽ nghe thấy mình nói gì liền thở dài nói lúc đầu anh không biết trương dương ở đó thiên chỉ tiên sinh trước khi chết đã tặng anh căn biệt viện đó tặng tàng thư cho trần tuyết mà anh lại không thường xuyên ở bắc kinh cho nên việc chăm lo cho căn nhà giao lại cho Trần Tuyết Tối qua anh có chút không khỏe Sợ em lo lắng cho nên không nói với em Liền lái xe về biệt viện ở Hương Sơn Vốn định nghỉ ngơi một lát Nhưng ai ngờ một con trồn phát quang lại nhảy tới Cắn cho anh mấy phát Con vật đó có kịch độc Lúc đó anh trúng độc ngất đi Cho nên không nghe thấy điện thoại em gọi Trần Tuyết vì cứu anh mà đã nằm lên người anh để hút độc tố Trong bóng tối Sợ yên nhiên cắn nhẹ môi Cô ấy lạnh lùng nói, "Việc này không liên quan gì đến em." Trương Dương nói, "Sao lại không liên quan? Em là vợ sắp cưới của anh, anh đương nhiên phải giải thích rõ ràng với em." Sở Yên Nhiên lạnh nhạt nói, "Đều đã qua hết rồi." Khi nói những lời này, cô ấy lại chợt cảm thấy đau xót trong lòng. Trương Dương nói, "Giữa anh và Trần Tuyết thật sự không có quan hệ gì. Nếu như em không tin anh có thể tìm cô ấy đến giải thích." Sở yên nhiên buồn bã thở dài, anh không phát hiện ra rằng giữa chúng ta đã đến mức phải cần người thứ ba giúp đỡ giải thích rồi sao? Trương Dương ngẩn ra, câu nói này làm cho lòng hắn trầm xuống. Sở yên nhiên nói, Trương Dương, em rất nhớ những lúc khi anh ở Hắc Sơn Tử, lúc đó chúng ta nghĩ rất ít, không có nhiều phiền muộn như thế này, cũng không có nhiều thị phi như vậy, có thể là vì chúng ta còn trẻ con, nhưng giờ chúng ta đều đã lớn rồi, có những chuyện không thể không nghĩ, anh có phát hiện ra giữa chúng ta đã có quá nhiều bí mật, quá nhiều dấu giếm, anh luôn mồm nói em là vợ sắp cưới của anh, nhưng sao lúc anh không khỏe, lúc anh cần người bên cạnh nhất lại không nói với em? Tại sao không để em bên cạnh anh? Cũng có lẽ anh chưa nhận thấy nhưng anh vô tình đã đẩy anh ra xa khỏi em, làm chúng ta lạ lẫm đi rất nhiều. Không phải, chỉ là anh không muốn em phải lo lắng cho anh. Sở Yên Nhiên đột nhiên vô cùng bình tĩnh, Cô ấy nhẹ giọng nói, giữa những người yêu nhau nếu như chỉ có thể chia sẻ niềm vui mà không thể san sẻ lo lắng thì liệu tình cảm đó có thể bền vững được không? Trương Dương không nói gì, lời này của Sở Yên Nhiên đột nhiên làm cho hắn nhận thức được hắn đã có quá nhiều bí mật giấu Sở Yên Nhiên, giữa bọn họ sở dĩ đến bước đường này không phải là do Trần Tuyết, cũng không phải do một lần hiểu lầm mà vì có quá nhiều bí mật mới tạo thành những cách trở vô hình. Trương Dương thấp giọng nói, "Xin lỗi." Sở Yên Nhiên nói, "Anh không có lỗi với em." Từ tối qua đến nay em luôn nghĩ em rốt cuộc là thích một người như thế nào. Nhưng cho dù em có nỗ lực đến mấy thì nhiều nhất cũng chỉ nghĩ về những hình ảnh khi cùng anh ở Hắc Sơn Tử, còn về những ký ức sau này lại không hề sâu sắc và rõ ràng như vậy. Trương Dương, em vẫn yêu anh, nhưng em không biết người mình yêu có phải là anh bây giờ không. Trương Dương mím môi, lúc này hắn mới nhận ra mình đã tạo nên quá nhiều nỗi phiền muộn cho Sở Yên Nhiên. Trương Đại Quan Nhân bốn từ, thẳng thắn khoan dung. Nói ra thì dễ nhưng làm được lại rất khó, nếu như mình nói thẳng thật tất cả mọi chuyện cho Sở Yên Nhiên biết thì chỉ sợ cô ấy sẽ đau khổ đến tuyệt vọng thôi. Trương Dương nhìn về phía khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối của Sở Yên Nhiên, hắn nhìn thấy mờ ảo một giọt nước mắt rơi. Trương Dương đầy dũng khí nói, "Yên Nhiên, anh rất yêu em." "Em biết, nhưng em cũng biết anh đối với người khác cũng như vậy, ví dụ như." Sở Yên Nhiên dừng lại một chút, lúc sau mới nói, "Tần Thanh trương đại quan nhân nhớ tới một câu nói muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm về chuyện này sở yên nhiên sớm đã nghe nói chỉ là không vạch mặt ra thôi bây giờ vấn đề cuối cùng cũng đã bày ra trước mặt trương dương không biết nên giải thích như thế nào với cô ấy lẽ nào nói về quan niệm tình yêu và hôn nhân của mình sao những cách nghĩ mà mình mang từ thời đại tùy đến đây khẳng định một cô gái được sinh ra trong thời đại mới dưới lá cờ đỏ này không thể chấp nhận được bây giờ nam nữ đã bình đẳng rồi muốn một chồng đa thê, muốn một người cùng ngủ với nhiều người, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đầu người đó có vấn đề. Trong lòng Trương Đại Quan nhân rất buồn bực. Chương 487, căn phòng nhỏ 3. Giờ hắn đã hiểu rất rõ, mình từ lâu đã không phải là người đại tùy nữa rồi, hắn là một đảng viên, một cán bộ nhà nước, trong đầu lại toàn là tư tưởng tàn dư phong kiến, tư tưởng của hắn đang xảy ra mâu thuẫn kịch liệt với hình thái nhận thức của xã hội mới, ai đúng ai sai? thật là không thể hiểu được ở đại tùy việc năm thê bảy thiếp là chuyện đương nhiên nhưng bây giờ nó lại bị phán là trọng tội ở đại tùy tay trái ôm một người tay phải ôm một người được gọi là phong lưu nhưng bây giờ người ta gọi đó là vấn đề tác phong gọi là dở trò lưu manh trương dương ôm đầu một hồi rồi nói yên nhiên anh quá tồi tệ sở yên nhiên nói ích kỷ mới đúng chỉ nghĩ cho mình không nghĩ cho người khác trương dương nói là anh quá tham lam anh nói đúng điều mấu chốt rồi đấy Trương Dương rè chừng hỏi, vậy sau này em sẽ đối xử như thế nào với anh? Sở yên nhiên lại trầm mặc một lúc, Trương Dương như biến thành một kẻ tội phạm đang chờ tuyên án, mắt hắn nhìn dán chặt vào sở yên nhiên, hai người trầm mặc trong đêm tối, phải khoảng 15 phút, sở yên nhiên mới nói, em không biết. Em chỉ chợt nhật ra tình cảm không phải là tất cả trong cuộc sống của mình, anh cũng không phải là tất cả của cuộc đời em, em còn có ông ngoại, có bà ngoại, có nghĩa vụ phải làm cho họ vui vẻ. Nghe lời này của Sở Yên Nhiên, Trương Dương đã cảm thấy một cảm giác hụt hẫng không tên. Sở Yên Nhiên nói: "Trước nay em luôn nghĩ rằng muốn làm một người con gái sống vì anh, coi anh là toàn bộ thế giới của em, nhưng sau khi trải qua chuyện này em chợt hiểu ra, nghĩ thông suốt, nếu làm một người con gái như vậy thì sẽ chỉ đánh mất bản thân mình. Em đã từng chứng kiến bi kịch của mẹ, bi kịch đó xảy ra chính là vì mẹ đã gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng vào cha, còn ông ấy lại phụ lại mẹ." khi nói những lời này sở yên nhiên lại khóc nhưng trong lòng cô ấy lại như trở nên kiên cường hơn trương dương nói anh không phải là người tốt nhưng anh đối với em em biết sở yên nhiên nói nhẹ sau khi nói ra hết những lời tích tụ đã lâu trong lòng cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều đến bây giờ cô ấy vẫn tin tình cảm của trương dương đối với mình là chân thật sở yên nhiên nói em muốn chúng ta hãy cho nhau một thời gian để nhìn lại bản thân mình có được không Trương Dương gật gật đầu, đối với em anh mãi mãi sẽ không buông tay. Sở Yên Nhiên nói, thế giới này căn bản không có hai từ, mãi mãi. Cô ấy quay người đi, đập cửa phòng, lớn tiếng gọi, đồng chí cảnh sát, thả tôi ra. Cảnh sát mặt đen trực đêm thả bọn họ ra khỏi căn phòng giam, khi gặp họ, câu đầu tiên mà anh ta nói là nói với Trương Dương, anh dở trò lưu manh à. Trương Đại Quan Nhân mặt đầy vô can nói, không có, tôi thề là không. Không có thì tốt, nghĩ thông suốt rồi à trương dương gật gật đầu nghĩ thông rồi tôi đánh người là không đúng tôi đền tiền đền tiền là được sao vậy thì trên thế giới này những người có tiền đánh người xong đền tiền coi như không phạm pháp nữa à sở yên nhiên nói đánh thì đã đánh rồi anh còn muốn thế nào nữa cảnh sát mặt đen nói à à nói mạnh mồm thế trương đại quan nhân lúc này đột nhiên tốt tính là thường hắn cười híp mắt nói, đồng chí Trình Chí Vĩ và Lương Liên Hợp ở tri cục đều là bạn của tôi, hay là để tôi gọi điện cho bọn họ. Cảnh sát mặt đen hơi ngẩn ra, nhìn Trương Dương lòng thầm nghĩ, anh ta quen với lãnh đạo của tôi sao không nói sớm, phải đợi khi tôi giam vào mới chịu nói, hai người này phải chăng đầu óc có vấn đề. Trương Dương quả nhiên cầm di động gọi điện cho Trình Chí Vĩ, Trình Chí Vĩ nửa đêm bị Trương Dương đánh thức, cảm thấy bực mình nhưng khi nghe thấy giọng Trương Dương thì sự bực tức đó lập tức biến mất, sau khi biết chuyện liền bảo Trương Dương chuyển điện thoại của cảnh sát trực ban. Cảnh sát mặt đen nhận được điện thoại của cục trưởng chi cục liền vô cùng lo sợ, nghe xong anh ta đặt điện thoại xuống, khi đối mặt với Trương Dương liền dùng bộ mặt tươi cười, ha ha ha, ha ha ha, Trương Đại Quan Nhân cũng, ha ha ha, ha ha ha, sở yên nhiên thật sự không chịu nổi bộ dạng của hai người đó, cô ấy rất ghét miệng lưới của những kẻ làm quan. Cảnh sát mặt đen cười có chút hưởng gạo, tôi bảo anh này, Sao anh lại không nói sớm với tôi? Trương Dương cười nói, nói sớm cũng vậy thôi, mình phạm sai lầm thì phải gánh hậu quả, đúng không? Cảnh sát mặt đen gật gật đầu nói, như thế này đi, tôi giúp hai người giải quyết một chút, mâu thuẫn nội bộ nhân dân mà, không nên làm lớn ra, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa lành. Trương Dương gật gật đầu. Thông qua sự hòa giải của cảnh sát mặt đen, cuối cùng mọi thứ cũng xong. Trương Dương và Sở Yên Nhiên bồi thường phí sửa xe và thêm tiền thuốc tất cả là 200 tệ, vốn dĩ người tài xế đó không chịu, nhưng cảnh sát mặt đen kia liền chỉ vào mặt gã dọa nạt, anh suýt nữa đâm chết người ta, người ta không tìm anh đòi phí tổn hại tinh thần đã là tốt lắm rồi, giờ người ta còn bồi thường cho anh tiền thuốc, nên biết đủ đi. Bây giờ ở đâu cũng cần phải có người quen, tài xế đó có thể nhận ra chắc chắn người ta đã tìm người thân đến, nếu cứng đầu tiếp thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, liền ấm ức cầm 200 tệ ra về. Khi Trương Dương và Sở Yên Nhiên rời khỏi sở cảnh sát đã là 12 giờ đêm, giữa đường xảy ra chuyện, giờ Sở Yên Nhiên đã bình lặng hơn rất nhiều, Trương Dương cũng yên lặng, chỉ ít hắn biết trong lòng Sở Yên Nhiên vẫn còn yêu hắn, nhưng cô ấy không chấp nhận nổi việc hắn đa tình. Mùa thu Bắc Kinh có hơi lạnh, Trương Dương cởi chiếc áo khoác khoác lên người Sở Yên Nhiên, Sở Yên Nhiên cũng không từ chối, Trương Dương thấy giày cao gót của cô ấy đã rơi đâu mất, giờ chỉ đi đôi tất giấy không trên đường, lo lắng cô ấy sẽ bị lạnh liền quan tâm nói, anh phóng em nhé. Sở yên nhiên lắc đầu. Trương Dương cũng không miễn cưỡng, hắn không người xuống, cởi đôi giày thể thao mình đang đi ra, bất giác tóm lấy đôi chân trần của sở yên nhiên. Sở yên nhiên kháng cự muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của cô ấy dù sao cũng không thể chống lại được Trương Dương. Cuối cùng cũng thuận tùng mang đôi giày đối với cô ấy mà nói là quá lỗi mốt vào chân, Trương Dương quỳ một đầu gối xuống đất, cẩn thận buộc dây giày cho sở yên nhiên nhìn thấy cử chỉ cẩn thận của Trương Dương, khóe mắt sở yên nhiên lại chợt đỏ lên, cô ấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt không một áng mây, để cho nước mắt từ từ bay theo gió. Trương Dương nhẹ nhàng nói, tuy giày hơi to nhưng cũng đủ đảm bảo là không có thứ gì đâm vào chân em được. Sở yên nhiên nói, còn anh thì sao? Trương Dương thắt xong dây giày, giày cho cô ấy, rồi ngẩng đầu lên, vẫn là nụ cười tươi giói, ra chân anh thô dày, không sao. Hắn đứng dậy, sở yên nhiên bước về phía trước, Trương Dương thấp giọng nói, đừng chạy, em chạy thì anh sẽ đuổi theo. Sở yên nhiên suýt nữa lại rơi nước mắt, cô ấy nhỏ tiếng nói, dày to quá, em không chạy nổi. Trương Dương nói, bất kể là em có chạy đi đâu thì anh cũng đều sẽ đi theo dấu chân mà đuổi theo em. Sở yên nhiên nhìn xuống chân Trương Dương, nhẹ giọng nói, muộn lắm rồi, về đi thôi. Trương Dương nói, xe vẫn còn ở cổng Lao Diua. Sở yên nhiên chỉ tay vào một khách sạn lớn không xa, em sắp đến rồi anh đưa em qua đó sở yên nhiên lắc lắc đầu nhưng không nói ra lời từ chối cô ấy bước từng bước về phía trước trương dương đi chân trần yên lặng theo sau hai người một trước một sau bóng in lên mặt đường lúc như kéo gần họ lại lúc như kéo họ ra rất xa trên đường không ai nói câu nào nhưng sở yên nhiên biết rằng hắn đi ngay đằng sau cô yên tâm trương dương đang nhìn mình từ phía sau yên tâm có những việc không cần phải nói ra bằng lời Đi tới chỗ cửa xoay tự động của quán Ba Thiên Nguyên, Sở Yên Nhiên cũng không hề dừng bước, nhỏ giọng nói, không cần tiến nữa. Trương Dương đứng ở gần tảng đá cầm thạch trước cửa quán Ba Thiên Nguyên, nhìn Sở Yên Nhiên đi vào, cô bước tới cửa, xoay người bước vào. Chiếc cửa xoay tự động làm cho hình bóng xinh đẹp của cô càng thêm huyền ảo đẹp lạ thường. Trương Dương cứ đứng nút tay vào túi quần như vậy ở bên ngoài, cười tủm tỉm nhìn Sở Yên Nhiên. Vẻ mặt của hắn làm cho Sở Yên Nhiên thật muốn mắng hắn muốn mắng hắn cái đổ vô lương tâm, thấy hắn thật đáng ghét, hận hắn đồng thời cũng thấy hắn đáng yêu. Ánh mắt sở yên nhiên trùng xuống, nhìn thấy đôi giày bên dưới chân, nơi yếu mềm nhất trong tâm hồn cũng đã bị làm tan ra, cô đã nhiều lần nhắc nhở mình không được dễ dàng cảm động, nhưng có những việc mà ý chí của mình không thể khống chế được, cô ngẩng đầu lên nhìn, bóng dáng trương dương ở phía ngoài cửa đã biến mất. Sở yên nhiên cắn chặt môi, rốt cuộc cũng đẩy cửa chạy ra ngoài, nhìn thấy trương dương trong bóng tối, hắn đang ngồi bên bể phun nước, lặng nhìn xuống mặt nước, hai tay chống mặt. Trong trí nhớ của sở yên nhiên, trước giờ hắn chưa bao giờ có dáng vẻ ủ rũ như vậy. Cô nhỏ nhẹ hỏi, sao vẫn chưa về đi? Trương Dương đáp, anh sợ anh đi rồi sau này sẽ không còn được gặp em nữa. Sở yên nhiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trương Dương, ánh mắt Trương Dương vẫn nhìn về phía mặt nước, yên nhiên, anh không thể từ bỏ em được. Sở yên nhiên giơ hai tay ra, ôm lấy hắn vào lòng mình, Trương Dương, em cũng không thể từ bỏ anh được, nhưng em không thể thuyết phục được chính mình. Anh hiểu. Sở Yên Nhiên nói, hãy cho em thời gian. Anh sẽ đợi em, sẽ vĩnh viễn chờ đợi. chương 488, Gia Yến 1 Lý do mà Văn Quốc Quyền sắp đặt bữa tiệc này là vì Trương Dương và Sở Yên Nhiên, dù hắn với Tống Hoài Minh hiểu rất rõ rằng bữa tiệc này có mục đích chính trị mạnh mẽ nhưng một khi người ta ở vào vị trí của bọn hắn, nhiều việc đều cần phải có lý do một lý do chính đáng đàng hoàng tuy văn hạo nam không thích như vậy nhưng thân đang ở thể chế phong thì phải tuân theo quy tắc nhất định cả nhà văn quốc quyền đến kim vương phủ sớm nhất là con trai y văn hạo nam đề nghị đặt bàn tiệc tại nơi này gần đây văn quốc quyền rất ít khi nói chuyện với con trai mình tuy y biết nó đang có tâm sự trong lòng nhưng hai cha con lại chưa thể thẳng thắn ngồi lại với nhau để tâm sự văn quốc quyền quá bận rộn còn văn hạo nam lại ít khi chủ động nói chuyện với cha mình Lời nói và nụ cười của y cũng ngày càng ít hơn. Điều này làm cho Văn Quốc Quyền không khỏi nhớ tới mình lúc còn trẻ. Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh đến Kim Vương phủ đúng 12 giờ 55 trưa. Họ đến sớm trước giờ hẹn 5 phút đồng hồ, sớm quá thành ra niềm nở quá mức mà muộn quá lại thất lễ. Thực ra một bữa tiệc bình thường đối với quan viên lại mang nhiều ý nghĩa cực kỳ. Văn Hạo Nam đứng ngoài cửa tiếp đón, bên trong là vợ chồng Tống Hoài Minh y và vợ mình la tuệ ninh đang tươi cười nghênh đón họ văn quốc quyền đi được hai bước thì dừng lại ở đó làm chủ nhân nên y thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách nhưng cũng biết tự trọng tống hoài minh bước dài hơn y nhanh chóng đưa tay ra bắt lấy tay của văn quốc quyền cười nói thật ngại quá phải để thủ tướng đợi lâu văn quốc quyền cười ha ha người một nhà cả cần gì khách khí như vậy la tuệ ninh đã dắt liễu ngọc oánh tới ngồi vào bàn tiệc quan hệ giao lưu giữa phụ nữ tuy không sâu sắc như nam giới nhưng cũng nhanh chóng và tốt hơi hẳn. Ví như giữa La Tuệ Ninh và Liễu Ngọc Oánh, họ không quá mức thâm tình cũng không có ý định sẽ làm thân hơn nhưng họ có thể biểu hiện ra ngoài thân như hai chị em. Nguyên nhân sâu xa cũng vì đấng lang quân của mình, họ biết mình phải làm thân như thế. Liễu Ngọc Oánh mở lời, yên nhiên vẫn chưa đến sao. La Tuệ Ninh nghe bà hỏi vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Bà đương nhiên biết việc sở yên nhiên giận dỗi bỏ đi, biết rõ quan hệ giữa sở yên nhiên và cha, từ câu hỏi của Liễu Ngọc Oánh cũng đủ hiểu hai vợ chồng người này vẫn chưa hay sự tình gì. Là tuệ ninh lúc này có chút oán giận Trương Dương, cái tên tiểu tử lại gây chuyện vào đúng lúc này. Nếu Tống Hoài Minh biết được chuyện con gái giận dỗi mà bỏ nhà ra đi không biết sẽ cảm thấy ra sao. Khuôn mặt La Tuệ Ninh vẫn bình thường, tươi cười nói, người trẻ tuổi ham chơi, không biết là đã cùng Trương Dương đi chơi ở đâu rồi bà nói với văn hảo nam hảo nam mau bảo nhà bếp mang đồ ăn lên chúng ta bắt đầu thôi không đợi hai người họ nữa tống hoài minh đã lâu rồi chưa gặp con gái y cười nói không gấp chúng ta cứ nói chuyện đã lời nói của y cũng có ý muốn đợi con gái đến văn quốc quyền cười hoài minh chắc đã lâu chưa gặp yên nhiên rồi phải không tống hoài minh đáp con gái lớn rồi cũng bận rộn với công việc của nó không thể giữ chặt nó bên mình cả ngày được Liễu Ngọc Oánh nói, Hoài Minh miệng thì nói như vậy nhưng hẳn là phải nhớ yên nhiên lắm, ông ấy chỉ hận một nỗi không thể giữ con gái ở ngay bên cạnh mình được thôi. Tất cả mọi người đều cười, Văn Quốc Quyền cảm thán nói, đều giống nhau cả, lúc con cái còn nhỏ thì chúng ta mong nó nhanh chóng trưởng thành, đến khi chúng lớn rồi, lại quay ra mâu thuẫn, lại hy vọng chúng có chút tiền đồ, sớm có sự nghiệp của riêng mình lại lo sợ chúng sẽ không ở bên cạnh mình nữa trên thế gian này thử hỏi có cha mẹ nào lại không suy tính thiệt hơn giống như vậy đây. Tống Hoài Minh nhìn Văn Hạo Nam một cái, Thủ tướng Văn Thực có phúc, có được một cậu con trai thông minh tài giỏi lại nghe lời như vậy. Văn Hạo Nam nghe vậy xấu hổ cười. Là tuệ ninh đáp, con trai có mặt tốt của con trai, con gái cũng có mặt tốt của con gái, tôi thấy yên nhiên nhà ông thực rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa ngoan ngoán. Đứa con nuôi của tôi có thể quen được người tốt như yên nhiên quả là phúc phận tu từ mấy kiếp của nó. Tống Hoài Minh cũng cười. Liễu Ngọc Oánh nói tiếp, Trương Dương xảy ra chuyện gì sao? Mấy giờ rồi mà chưa thấy đến? La Tuệ Ninh nói, Hạo Nam, con gọi điện cho Trương Dương, rục nó mau. Văn Hạo Nam cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi thì Trương Dương đẩy cửa bước vào. Việc làm cho La là Tuệ Ninh vui mừng và cả kinh ngạc chính là không chỉ có mình Trương Dương đến mà có cả Sở Yên Nhiên đi cùng. Xem ra hai người đã đến cùng nhau, La Tuệ Ninh trong lòng tràn ngập vui mừng rốt cuộc cũng là một đôi oan gia, không thể giận dỗi mãi được. Trương Dương hớn hở nói, thật ngại quá, giao thông ở Kinh Thành đúng là tắc đường quá, đèn đỏ lại nhiều. Trên đường đi con bị kẹt xe tới 3 lần, gặp hơn 300 chiếc đèn đỏ nên mới chậm trễ như vậy. Là tuệ ninh cười khanh khách, tiểu tử này đúng chỉ biết nói hàm hồ thôi, chúng ta đang đợi các con đó. Bà vẫy tay sở yên nhiên, yên nhiên, mau đến đây ngồi cạnh ta. Sở yên nhiên gật đầu, đến ngồi giữa la tuệ ninh và liễu ngọc oánh cô nhỏ giọng kêu một tiếng gì la lại một tiếng gì liễu tuy chỉ là lời xưng hô bình thường nhưng cũng đủ làm cho liễu ngọc oánh cảm thấy vui mừng trương dương ngồi cạnh văn hạo nam hắn cũng lễ phép xưng hô thưa một tiếng cha nuôi với văn quốc quyền trước rồi lại tươi cười gọi một tiếng chu tống văn quốc quyền cười nói đến muộn không phải là một thói quen tốt đâu trương dương đáp xin tuân theo lời lãnh đạo dạy bảo La Tuệ Ninh cười, ở đây không có ai là lãnh đạo hết, đều là trưởng bối của con cả. Văn Hạo Nam thấy mọi người đã đến đủ liền đứng dậy đi gọi đồ ăn. La Tuệ Ninh và Liễu Ngọc Oánh mỗi người nắm lấy một tay của sở yên nhiên nói không ngừng, còn Văn Quốc Quyền và Tống Hoài Minh lại nói về mấy chuyện tình hình trong nước, còn lại Trương Dương và Văn Hạo Nam hai người không hợp nhau cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ cầm lấy chén rượu uống liên tiếp, phát hiện ra như thể hai người họ là chủ của bữa tiệc này. Nếu bữa cơm này mang tính chất gia đình thì chắc chắc không thể không nhắc đến hôn sự của Trương Dương và sở yên nhiên. Là Tuệ Ninh nói yên nhiên, lúc con còn ở Mỹ, Trương Dương luôn mong chờ con trở về. Bây giờ cuối cùng cũng về rồi. Suốt cuộc hai đứa định bao giờ mới kết hôn đây? Là Tuệ Ninh thực tế cũng không biết rõ về sự việc giữa hai người Trương Dương và sở yên nhiên, nên mới gặng hỏi như vậy. Vừa nghe thấy vậy, Trương Đại quan nhân nhất thời sửng sốt. Trương Dương nhìn chăm chăm vào sở yên nhiên, hắn sợ rằng cô sẽ không chịu được sự kích động, không kiềm chế được bản thân, ngộ nhớ cô bật khóc tại đây thì chính bản thân hắn nhất định sẽ bị mọi người của trách. Vẻ mặt sở yên nhiên rất tốt, cô nhìn về phía Trương Dương cười nói, gì la, chúng con vẫn còn trẻ, anh ấy lại say mê quan chức, nhất tâm muốn làm quan lớn gây dựng đại nghiệp. Bà ngoại con giao lại tập đoàn bối ninh cho con, trong thời gian ngắn như vậy con chưa thể làm quen hết với mọi việc của tập đoàn. Mà các vị trưởng bối đây cũng thường nói, tuổi trẻ thì phải tranh thủ tuổi xuân mà làm việc, không nên lãnh phí tinh lực vào chuyện tình cảm sao. Tuy sở yên nhiên biểu hiện rất bình thường nhưng cô lại quên mất một thực tế rằng, những người có mặt ở đây đều là những nhân vật thông minh tinh nhanh, họ đều dễ dàng nhận biết được thực chất vấn đề dù chỉ thông qua một tiểu tiết. Sở yên nhiên tuy vẻ mặt ung dung tự nhiên nhưng qua con mắt nhìn của các trưởng bối này lại có quá nhiều sơ hở, là tuệ ninh lập tức biết được mình đã lỡ lời. Trong những người ở đây quan tâm tới Sở Yên Nhiên nhất đương nhiên là phải kể đến cha ruột cô Tống Hoài Minh, từ lúc con gái bước vào Tống Hoài Minh đã phát hiện ra vẻ mặt nó cô chút ngượng gạo. Tuy rất ít gặp mặt nhưng ông vẫn có thể quan sát cô tỉ mỉ, con gái có béo hay gầy hơn, vui vẻ hay sầu não ông chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ nhận ra. Lần này vừa nhìn thấy Sở Yên Nhiên đã thấy chút tiểu tụy, hơn nữa mắt của con gái lại hơi phù sưng, rõ ràng là tại tối qua không ngủ được, có lẽ là đã khóc. Sở Yên Nhiên vốn là một đứa kiên cường, làm cho nó buồn bã khóc lóc chỉ có một kẻ duy nhất, đó chính là Trương Dương. Việc này làm cho Tống Hoài Minh hoàn toàn bất lực, vị trí của Trương Dương trong lòng cô còn cao hơn cả người cha đẻ ruột thịt này. Tống Hoài Minh nói, "Yên Nhiên, có phải là vừa từ Mỹ về, chưa sắp xếp được thời gian nên không có thời gian nghỉ ngơi phải không? Con xem, trông con thật tiêu tụy mệt mỏi quá." Lúc nói những lời này, ông giả như vô tình nhìn về phía Trương Dương một cái, có tật giật mình. Trương Đại Quan Nhân bây giờ mới chột giả, cái nhìn của Tống Hoài Minh làm cho hắn tim giật thót, thầm nghĩ chắc lão Tống này đã nhìn ra được. Sở Yên Nhiên đáp, không có gì đâu, con vẫn khỏe. Lúc này đến cả Liễu Ngọc Oánh cũng nhìn ra được, giữa Sở Yên Nhiên và Trương Dương nhất định có vấn đề, bà cười nói, được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, trước mặt nhiều người như vậy, đừng làm cho đôi thanh niên này ngại ngùng nữa. Tống Hoài Minh lạnh lùng nói, giờ là thời đại nào rồi? những người làm cha làm mẹ như chúng ta đều rất tiến bộ rồi, giữa cha mẹ và con cái mà, hợp thì tụ họp xung vầy, không hợp thì ly tản, chuyện tình cảm, ai có thể miễn cưỡng được chúng. chương 488, Dạ Yến 2 Tống Hoài Minh không quen chứng kiến con mình chịu uất ức, từ những lời con gái nói ông càng chắc chắc một điều nó đang phải chịu điều uất ức, lại nghĩ đến đủ điều nghe được trước đây ông càng không thấy dễ chịu, trong câu nói lúc này đã toát ra sự tức giận. Phan Quốc Quyền tươi cười cầm chén rượu lên, cả nhà tụ hội như vậy, đừng nên trách móc đám thanh niên trẻ tuổi nữa. Hoài Minh, lần này anh nhất định phải ở lại Bắc Kinh vài ngày mới được, để anh em chúng ta có thể hàm huyên. Tống Hoài Minh đáp, việc này tôi không thể quyết định được, ở Bình Hải còn ngổn ngang công việc đợi tôi về xử lý, muốn nghỉ ngơi một chút thực cũng không có thời gian. La Tuệ Ninh nói, khó khăn lắm mới đến đây chơi, đừng vội đi như thế, tôi và Ngọc Oánh còn phải nói chuyện với nhau nữa chứ liễu ngọc oánh gật đầu bà cũng cảm thấy không khí của bữa tiệc hôm nay có chút là lạ sự quan tâm của tống hoài minh đối với sở yên nhiên quả là quá mức nghĩ đến bản thân trong lòng liễu ngọc oánh cảm thấy khó chịu cũng có thể là do phản ứng của tâm trạng gây ra bà vội vàng đứng dậy tay che lấy miệng mà chạy vụt ra ngoài cửa la tuệ ninh nhìn liễu ngọc oánh hơi chút kinh ngạc định đứng dậy thì nghe sở yên nhiên nói gì la cứ ngồi đi để con đi xem sao sau khi liễu ngọc oánh nôn lệ xong đến trước bồn rửa mặt nhìn vào gương thì thấy sở yên nhiên, bà có chút gượng gạo cười nói ta bị lạnh rồi thì phải. Sở yên nhiên bán tín bán nghi gật đầu, đưa cho Liễu Ngọc Oánh một chiếc khăn tay, Liễu Ngọc Oánh lấy khăn lau miệng, thở một hơi nói, nôn ra được, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Gì không sao thật chứ, sở yên nhiên có chút lo lắng. Không sao, Liễu Ngọc Oánh vừa nói dứt lời, đột nhiên lại cảm thấy trong bụng đau nhói, chưa kịp giải thích gì với sở yên nhiên lại vội chạy vào toilet sở yên nhiên lo gì xảy ra việc gì cứ đứng chờ phía ngoài một lúc sau mới thấy liễu ngọc oánh mặt mũi tái nhợt đi từ bên trong ra ánh mắt cô hết sức kinh hoàng sở yên nhiên vội vàng bước tới đỡ lấy gì liễu ngọc oánh cũng mệt mỏi ôm lấy cánh tay của yên nhiên giọng nói yếu ớt con đi gọi trương dương lại đây sở yên nhiên gật đầu dìu liễu ngọc oánh ra khu nghỉ ở bên ngoài ngồi nghỉ lúc định quay đi gọi trương dương lại nghe liễu ngọc oánh dặn dò đừng để cho người khác biết sở yên nhiên gọi Trương Dương ra ngoài, cũng không nói là Liễu Ngọc Oánh có chuyện. Trương Dương ra đến ngoài, ngồi xuống bên cạnh Liễu Ngọc Oánh ân cần hỏi, gì Liễu, gì sao vậy? Audio điện tử võ tấn bền Liễu Ngọc Oánh đưa tay ra, giúp ta trần mạch xem, có phải là bị làm sao không? Trương Dương bắt mạch cho Liễu Ngọc Oánh, đôi lông mày nhăn lên, một lúc sau mới nói, bị động thai. Lời hắn vừa nói ra làm cho sở yên nhiên rất đối kinh ngạc, sở yên nhiên cũng nghĩ liễu ngọc oánh bị bệnh gì đó nhưng không hề nghĩ đến điều đó. Trương Dương vừa nói, cô đã hiểu ra, triệu chứng ban nãy của liễu ngọc oánh hoàn toàn là do phản ứng của thai phụ. Liễu ngọc oánh có chút oán trách liếc nhìn Trương Dương, trách hắn làm lộ chuyện này ngay trước mặt sở yên nhiên. Kỳ thực Trương Dương nói lộ chuyện ra cũng là vì hắn nghĩ rằng việc của hai vợ chồng Tống Hoài Minh không nên giấu sở yên nhiên, dù sao thì yên nhiên cũng là con của lão Tống dù quan hệ giữa họ có sao đi chăng nữa thì yên nhiên vẫn có quyền được biết. Sở yên nhiên thấp giọng nói, gì có thai rồi. Liễu Ngọc Oánh mặt đỏ lên, bà cắn chặt môi, bị hậu bối hỏi tới chuyện này nên có chút xấu hổ, bà gật đầu đáp, rồi lại chợt nói, ta đã quyết định rồi, ta không muốn có đứa con này, lúc trở về ta sẽ làm phẫu thuật. Sở yên nhiên lấy làm khó hiểu hỏi, hai người khó khăn lắm mới có được đứa bé, sao lại không muốn chứ? Liễu Ngọc Oánh không nói gì, Vẻ mặt bà có chút đau khổ. Sở Yên Nhiên nói tiếp, có phải là vì con không? Liễu Ngọc Oánh vội vàng lắc đầu, không, không phải, là vì ta và cha con đều đã lớn tuổi, nếu có thai mọi người sẽ chê cười. Sở Yên Nhiên đáp, nhưng hai người không có con của chính mình. Câu nói này động đến đúng nỗi đau trong lòng của Liễu Ngọc Oánh, bà khao khát có đứa con này biết bao, nhưng thái độ của Tống Hoài Minh thực khiến bà thất vọng, mấy ngày nay bà đều thấy không yên ổn ngay lúc nhìn thấy sợ yên nhiên bà đã quyết tâm sẽ bỏ cái thai này nhưng ai ngờ lại xảy ra phản ứng thai phụ lẽ nào bản thân đứa bé cũng không muốn ra đi nên đã dằn vặt mình làm cho chị nó phát hiện ra sao liễu ngọc oánh nói ta vừa chảy máu dù có cố gắng giữ đứa bé cũng chưa chắc trương dương nói không sao cháu đã bắt mạch rồi chỉ cần cháu kê cho gì vài đơn thuốc ăn thai gì chỉ cần để tâm lý ổn định là ổn thôi liễu ngọc oánh nói nhưng Lúc này họ nhìn thấy Tống Hoài Minh đi tới, Tống Hoài Minh thấy vợ ra ngoài mãi chưa quay lại nên lo lắng có chuyện gì mới chạy ra ngoài xem xem. Thấy Trương Dương và Sở Yên Nhiên vây quanh Liễu Ngọc Oánh, thấy Ngọc Oánh mặt tái nhợt, trong lòng chợt trầm xuống, như đã đoán ra được sự việc, ông nhỏ giọng hỏi, "Ngọc Oánh, em sao vậy?" "Không khỏe à, em nói với bọn nhỏ chuyện gì thế?" Liễu Ngọc Oánh nhìn thấy Tống Hoài Minh, không biết là vì sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng uất ức không sao nói thành lời mắt bà đột nhiên đỏ hoe tống hoài minh thấy vậy nhận thấy bất ổn nhẹ nhàng nói hay là anh cho tài xế đưa em về trước nghỉ ngơi liễu ngọc oánh gật đầu sở yên nhiên liền hướng về phía cha nói có thời gian không ạ tôi có việc muốn hỏi tống hoài minh nhíu mày con gái mình đến bây giờ vẫn còn tiết kiệm hai chữ cha ơi không chịu gọi trương dương chủ động tránh đi nói để cháu đưa gì về nghỉ liễu ngọc oánh nói không cần đâu không thể để cả nhà thủ tướng Văn đợi lâu, thật là quá thất lễ. Trương Dương dìu lấy Liễu Ngọc Oánh, tiếp vào lòng bàn tay một luồng nội lực ấm áp, hắn giúp Liễu Ngọc Oánh thả lỏng tinh thần, ổn định lại tâm trạng. Hắn nhận thấy rõ tâm trạng hết sức phức tạp của Liễu Ngọc Oánh, lại nghĩ đến lúc đầu ở Đông Giang chứng kiến biểu hiện của Tống Hoài Minh khi mình thông báo tin Liễu Ngọc Oánh mang thai. Là một người chồng, ông ta lại không hề có sự vui mừng khi nhận được tin vui, có lẽ điều đó đã gây ra khoảng cách giữa hai vợ chồng Tống Hoài Minh. Sau khi Trương Dương và Liễu Ngọc Oánh đi về, Tống Hoài Minh nói: "Yên Nhiên, có gì thì nói mau đi, gia đình bác Văn của con vẫn đang chờ." Sở Yên Nhiên nói: "Quyền lực chính trị trong tay ông quan trọng đến mức như vậy sao? Lúc đầu ông vì lợi ích chính trị của mình mà vứt bỏ mẹ tôi, bây giờ lại muốn ruồng bỏ đứa con của mình sao?" Trong lòng Tống Hoài Minh như bị người khác quất roi đau nhói, ông lặng người đứng yên như tượng, ánh mắt bi thương nhìn con gái. Mãi hồi lâu mới nói ra tiếng, "Con, đến bây giờ vẫn nghĩ cha như vậy sao?" Sở Yên Nhiên đáp, "Người khác nghĩ ông như thế nào không quan trọng, quan trọng là ông như thế nào." Nói xong, cô quay người đi thẳng. Chấm. Không khí bữa tiệc gia đình mà Văn Quốc Quyền sắp xếp này không được hòa hợp cho lắm, ông nhận thấy những đợt sóng ngầm âm thầm nổi lên trong bầu không khí bình thản này, mà nó không hề xuất phát từ gia đình mình, là đến từ gia đình Tống Hoài Minh. Văn Quốc Quyền đương nhiên không nghĩ chuyện này có liên quan đến Liễu Ngọc Oánh, chỉ là cho rằng giữa Trương Dương và Sở Yên Nhiên xảy ra vấn đề lớn. Bữa tiệc diễn ra được tiếng dưới thì kết thúc, Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh từ biệt cả nhà Văn Quốc Quyền quay trở về phòng làm việc của Bình Hải ở Bắc Kinh. Văn Quốc Quyền cũng có việc quan trọng phải làm nên nhanh chóng rời đi, là Tuệ Ninh để cho con trai Văn Hạo Nam về trước, bà để Trương Dương đưa mình về, bà ngồi cùng xe với Sở Yên Nhiên và Trương Dương. Đây là cơ hội mà La Tuệ Ninh tạo ra để nói chuyện, La Tuệ Ninh ngồi ghế sau cùng Sở Yên Nhiên, bà nhìn Yên Nhiên hỏi, "Yên Nhiên, có phải Trương Dương chọc giận con phải không? Nếu có gì uất ức chỉ cần nói với ta, ta sẽ dạy dỗ cái tên tiểu tử thối này." Sở Yên Nhiên cười nhạt đáp, "Không đâu ạ, à, anh ấy từng nói, sau này sẽ không khiến con tức giận nữa." Qua câu nói, La Tuệ Ninh hiểu ra ý của Sở Yên Nhiên, bà đưa tay nắm chặt tay của Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, "Yên Nhiên, có gì nhất định phải nói ra, kìm nén trong lòng không chỉ làm tổn thương mình mà còn gây ảnh hưởng đến chuyện tình cảm. Sở yên nhiên nói, dì la, cảm ơn dì đã quan tâm tới con, con và Trương Dương đã bàn với nhau rồi, việc đính hôn của chúng con lúc đó do tuổi trẻ còn bồng bột, còn có nhiều việc chưa suy nghĩ thấu đáo, vậy nên, sau khi cẩn thận nghĩ lại chúng con quyết định hủy bỏ hôn ước. Sở yên nhiên nói hết những lời này liền lấy chiếc hộp đựng vòng của tổ mẫu lục ra trả lại cho La Tuệ Ninh. Đây vốn là tín vật đính hôn giữa Trương Dương và cô trước đây. Cô nhỏ tiếng nói, dì la, con vốn định nhờ Trương Dương trả lại chiếc dây chuyền này cho dì. Nhưng bây giờ dì đã hỏi như vậy, con nghĩ tự tay trả lại cho dì vẫn là tốt nhất. Là tuệ ninh nhăn mày lên, yên nhiên, hai đứa trẻ người non dạ, trong chuyện tình cảm phát sinh chút hiểu lầm là khó tránh khỏi, nhưng cũng không cần đến mức nghiêm trọng như vậy. Sở yên nhiên đáp, dì la, chúng con đã suy nghĩ kỹ rồi. Là Tuệ Ninh nhìn Trương Dương đang lái xe ở ghế trước, tức giận hỏi, đồ đáng chết này, sao không nói gì? Yên nhiên đang muốn cắt đứt tình cảm của hai đứa đó. chương 488, dạ Yến 3 Lúc này trong lòng Trương Dương cũng rất khó chịu, sợ yên nhiên có nói với hắn hãy để cho cô thời gian, nhưng không ngờ nha đầu này làm thật, vừa hủy bỏ hôn ước lại vừa trả lại tín vật đính ước. Trương Dương không biết nói gì mới phải, liền cười nói có lẽ nên bình tĩnh một chút là Tuệ Ninh tức giận dừng xe, Trương Dương dừng xe lại. là Tuệ Ninh mở cửa xe bước ra ngoài, giận dữ nói cả hai đứa xuống xe cho ta. Trương Dương và Sở Yên Nhiên cùng nhìn nhau, rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời ra khỏi xe. là Tuệ Ninh tóm chặt tay của cả Trương Dương và Sở Yên Nhiên, bắt cả hai phải nắm tay nhau mà lớn tiếng nói chuyện tình cảm của con gái ta đã như vậy, tình cảm của con trai ta cũng rối mù lên. bây giờ ta không thể trơ mắt ra mà nhìn chuyện tình cảm của con nuôi ta trở thành bi kịch như vậy được. Ta là trưởng bối của các con, ta nhìn ra được, ta thấy rõ hai đứa vẫn yêu nhau say đắm như thế. Nếu vẫn còn yêu nhau sao lại muốn chia tay chứ? Có phải các con cố ý muốn làm ta tức chết? Có phải là muốn ta tức chết? Là tuệ ninh bị kích động quá mức, mắt bà bắt đầu đỏ lên. Trương Dương nhìn thấy mẹ nuôi kích động đến vậy vội vàng khuyên nhủ. Mẹ nuôi à, mẹ đừng nóng vội, chúng con chỉ nói đùa thôi. Yên nhiên, em mau cầm lại dây chuyển đi, đừng đùa mẹ nuôi nữa sở yên nhiên lắc đầu trương dương em không muốn giả vờ nữa đằng nào chúng ta cũng đã nói rõ lời chia tay rồi thì việc gì phải che giấu họ nữa anh có thể diễn kịch được anh đã quen với việc diễn trò rồi nhưng em thì không em không làm được nói xong cô cúi mình xuống trước mặt la tuệ ninh nói con xin lỗi gì la thật sự xin lỗi nói xong cô quay người bước ra phía đường vẫy một chiếc taxi rồi lên xe vừa lên xe sở yên nhiên không thể kiềm nổi nữa mà bật khóc cô thấp giọng nói đi đi la tuệ ninh ngơ ngác nhìn chiếc xe taxi đi dần bà phẫn nộ hét lên với trương dương sao còn không đuổi theo hả trương dương nói dù cho con có đuổi kịp cô ấy cô ấy cũng vẫn sẽ ra đi cứ để cho cô ấy chút thời gian con không muốn ép cô ấy quá la tuệ ninh nhìn trương dương trong lúc này lại càng tức giận bà liền hung hăng giơ tay đấm vào người trương dương cái đồ đáng chết này đồ đáng chết yên nhiên là đứa con gái tốt như vậy mà cũng không giữ được anh các anh chỉ luôn làm tôi thất vọng mà là Tuệ Ninh bật khóc. Thật ra dù Trương Dương muốn chia tay, bà cũng sẽ không phản ứng quá mức như vậy. Nhưng bà đột nhiên nghĩ tới con gái, con trai mình, hết việc này rồi việc kia xảy ra làm cho bà không chịu đựng được. Bà phát hiện ra con cái của mình đều gặp bất hạnh trong chuyện tình cảm, bà không kiềm nén được sự mất mát và bi thương trong lòng mình. Bà vừa xót thương cho số phận của mình và cũng tiếc nuối cho cuộc chia tay của Trương Dương và Sở Yên Nhiên. Trương Dương yên lặng quỳ xuống đất, mẹ nuôi mẹ thấy không vui thì cứ đánh con cho hả giận la tuệ ninh vung tay lên rồi chợt chậm rãi xoa lên đầu của hắn xoa nhẹ mái tóc ngắn lời nói tràn ngập yên thương pha lẫn thương tiếc nói trong lòng con chắc cũng buồn lắm yên nhiên là một đứa con gái tốt con không được từ bỏ trương dương gật đầu la tuệ ninh lấy khăn tay ra lau nước mắt mau đứng dậy để người ngoài nhìn thấy còn mặt mũi nào nữa trương dương lúc này mới đứng dậy xoay người lại lúc này mới phát hiện ra một chiếc xe BMW màu xanh đang đỗ ở phía xa, trong xe có một người con gái cứ chăm chú nhìn hắn. Tuy được chắn bởi tấm kính đen nhưng Trương Dương vẫn nhận ra đó là Cha Vi. Cha Vi đã đi theo họ từ Kim Vương Phủ đến đây, nhận thấy mình bị Trương Dương phát hiện, cô giật mình sợ hãi liền lái xe đi mất nhanh như chớp. Trương Dương giả vờ như không nhìn thấy, hắn mở cửa xe cho La Tuệ Ninh, nhẹ nhàng nói, mẹ nuôi, để con đưa mẹ về. Chấm chấm, sau khi Trương Dương đưa La Tuệ Ninh về nhà, liền tiếp tục đến phòng làm việc Bình Hải ở Bắc Kinh. Trên đường đi hắn gọi điện cho sở Yên Nhiên, Yên Nhiên nói với hắn mình đã đến Bắc Nguyên thăm ông ngoại, bảo hắn trong thời gian này đừng liên hệ với mình, cô muốn được yên lặng một mình. Trương Dương cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ thấp giọng đồng ý một tiếng. Trương Dương đến phòng làm việc Bình Hải ở Bắc Kinh là vì muốn kê thuốc an thai cho Liễu Ngọc Oánh. Lúc đến đó Tống Hoài Minh đã đi bận công chuyện, Liễu Ngọc Oánh lại vừa đi khám ở bệnh viện về. Kết quả kiểm tra rất tốt, tình trạng thai nhi bình thường. Trương Dương viết xong đơn thuốc, liền đưa cho Liễu Ngọc Oánh. Liễu Ngọc Oánh nói, cháu và Yên Nhiên cãi nhau phải không, ta cảm thấy hai đứa hôm nay lạ lắm. Trương Dương cười không nói gì, hắn thấp giọng nói, cháu và Yên Nhiên đã hủy bỏ hôn ước rồi. Dù sao thì La Tuệ Ninh cũng đã biết, hắn cũng không cần phải tiếp tục giấu giếm chuyện này nữa. Liễu Ngọc Oánh trợn tròn mắt kinh ngạc, một lúc sau mới thẳng thốt nói, tại sao? Trương Dương đáp, chúng cháu đã cách xa lâu như vậy, lần này gặp nhau lại cảm thấy không hợp nhau, mà cháu lại là kẻ lắm tật xấu, yên nhiên thực khó tiếp nhận được cháu. Liễu Ngọc oánh nhỏ giọng, có phải là vì chuyện của thời duy phải không? Trương Dương lắc đầu, không liên quan đến cô ấy, là vấn đề của hai đứa cháu. Liễu Ngọc oánh thở dài, ta vẫn cứ cho rằng hai đứa là một đôi trời sinh, không ngờ thành ra như vậy bà dừng lại một chút rồi nói tiếp ta có thể nhìn ra hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau hẳn vẫn còn cơ hội cứu vãn trương dương cười ngượng nói đến đâu hay đến đó chúng cháu vẫn còn trẻ đều có sự nghiệp của riêng mình có lẽ cứ thả lỏng chuyện tình cảm liễu ngọc oánh nói chuyện này chú tống của cháu vẫn chưa hay biết nếu ông ấy biết được thực không biết sẽ cảm thấy thế nào nữa trương dương nói phía tỉnh trưởng tống cháu không tiện nói có cơ hội gì nói rõ với chú ấy hộ cháu Đúng rồi, dì Liễu, đơn thuốc an thai này dì nhất định phải uống, nếu dì muốn giữ đứa bé thì phải ổn định tâm trạng mình, không để tâm trạng rối loạn trầm cảm. Liễu Ngọc oánh đáp, bây giờ ta không định giữ đứa bé này. Tống Hoài Minh lại thể hiện thái độ cực kỳ thờ ơ trước việc hủy bỏ hôn ước của con gái và Trương Dương, sau khi nghe Liễu Ngọc oánh kể, ông gật đầu nói, thanh niên có quyền tự do yêu đương, muốn chia tay thì chia tay, không có gì là nghiêm trọng cả liễu ngọc oánh đầy tiếc nuối nói em vẫn thấy hai đứa rất xứng đôi nếu chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà chia tay thì thật đáng tiếc tống hoài minh nói anh tin tưởng vào yên nhiên nếu nó đã nói chia tay với trương dương đương nhiên là có lý do thích đáng trương dương là người như thế nào anh không rõ nhưng anh hiểu rõ con gái của mình những lời này của tống hoài minh hoàn toàn là đang bênh vực cho con gái của mình liễu ngọc oánh gật đầu chẳng có ai hiểu rõ tình yêu của tống hoài minh dành cho con gái của mình bằng bà mỗi lần nghĩ đến chuyện này bà không khỏi nghĩ đến vận mệnh của đứa con đang nằm trong bụng mình tống hoài minh không mong muốn có đứa con này có lẽ bà cũng không nên kiên trì giữ làm gì nữa tống hoài minh nói tiếp đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi liễu ngọc oánh đáp đã siêu âm rồi bác sĩ nói không có vấn đề gì trương dương lại vừa mới qua kê thuốc an thai cho em tống hoài minh gật đầu không nói gì liễu ngọc oánh thấp giọng nói hoài minh em đã nghĩ kỹ rồi đợi đến khi chúng ta trở về đông giang em sẽ đi phá thai tống hoài minh trao mày lại một lúc sau mới hỏi tại sao liễu ngọc oánh đáp vì vì em sợ đứa bé sẽ làm ảnh hưởng đế tiền đồ của anh cũng ảnh hưởng tới quan hệ của anh với yên nhiên tống hoài minh ngắt lời liễu ngọc oánh ngọc oánh hai ngày nay anh cũng đang nghĩ anh không nên quá ích kỷ không được vì lợi ích chính trị của mình mà hy sinh quyền được làm mẹ của em hơn nữa ông ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Oánh với ánh mắt nóng bỏng, anh cũng muốn có một đứa con của chúng ta. Tống Hoài Minh đột nhiên thay đổi ý kiến như vậy hoàn toàn là do yên nhiên tác động. Nhiều ngày nay, Liễu Ngọc Oánh luôn hy vọng được nghe những lời này, này lại được chính miệng Tống Hoài Minh nói ra, nhất thời cảm động quá mức nên bà khóc hòa lên. Tống Hoài Minh thấy vợ như vậy cũng cảm thấy ái náy, ông nắm lấy bả vai Liễu Ngọc Oánh, nhẹ nhàng nói, hãy giữ gìn sức khỏe, phải sinh cho anh một tiểu bảo bối khỏe mạnh hoạt bát mới được sau khi bị trương dương phát hiện theo dõi hắn cha vi thấy rất xấu hổ cô quay về phòng làm việc của chú mình cha tấn bắc ở kim vương phủ thờ hổn hển nói đều là tại chú cả bảo cháu đi tìm trương dương lần này thì hay rồi hắn lại cho rằng cháu đang theo dõi hắn cha tấn bắc cười ha hả ha, thế hai đứa không phải là bạn sao có gì mà khó nói chứ ta bảo cháu đi theo hắn khi nào thích hợp thì gọi điện cho hắn giúp ta hẹn gặp chứ ai bảo cháu đi theo dõi hắn cha vi nói lần này thì cháu thảm rồi không chừng văn phu nhân cũng phát hiện ra cháu theo dõi họ gt lt cha tấn bắc khuyên nói hay là gọi cho trương dương đi vừa nãy hai nhà bọn họ mở tiệc nên ta ngại không qua gặp cha vi nói chú muốn gọi sao không tự đi mà gọi sao cứ nhờ cháu chứ cha tấn bắc nói việc đầu tư vào sân bay mới ở giang thành chú đã có chút thất lễ với hắn giờ muốn tìm cơ hội gặp riêng hắn để xin lỗi Cha Vi nói, thôi đi, cháu chẳng thèm quan tâm tới chuyện làm ăn của chú, cháu đi đây. chương 489, An ủi 1 Rời khỏi Kim Vương Phủ, nghĩ đi nghĩ lại cha Vi cũng vẫn gọi cho Trương Dương. Cô bình tĩnh lại rồi giả vờ như chưa từng làm chuyện theo dõi đó mà nói chuyện, Trương Dương à, nghe nói anh đến Kinh Thành rồi, sao không thông báo với chúng tôi? Lúc này Trương Dương vừa mới ra khỏi phòng làm việc Bình Hải không lâu, hắn cười nói, cha Vi, vừa nãy không phải là cô đi theo tôi sao nếu cô nhớ tôi như vậy sao còn quay đầu chạy mất thế cha vi bị hắn vạch trần không khỏi đỏ mặt ho khan một tiếng mà nói vừa nãy chỉ là đúng lúc nhìn thấy trông có vẻ giống anh nhưng nghĩ lại cũng không giống lắm đầu gối của người đàn ông có hoàng kim anh đường đường phó thị trưởng trương là một hảo hán phi thường thà chết đứng còn hơn chết quỳ sao có thể quỳ gối ngay trước mặt bao nhiêu người trên đường được trương dương cũng không hề để ý đến hành động đó của cô chỉ cười bảo phận làm con quỳ trước mẹ mình là đạo lý chính đáng dù có ở đâu cũng không phải điều gì hổ thẹn cả cha vi nói đang yên đang lành như vậy anh quỳ để làm gì có phải là làm sai chuyện gì rồi phải không văn phu nhân đã giáo huấn anh ư trương dương nói tôi đang bực mình đây nếu là bạn bè thì đi uống rượu cùng tôi cha vi cười khanh khách nói không được tôi vừa mới hẹn với mấy người giang quang á đi đánh tennis hơn nữa bây giờ không phải là giờ ăn sao anh đang ở đâu tôi đi đón anh, Trương Dương nói cho cha Vi chỗ của mình, đợi khoảng 15 phút thì thấy cô lái chiếc BMW đến. Xe dừng ngay bên cạnh Trương Dương, cha Vi hạ tấm chắn cửa xe xuống, một đôi mắt xinh đẹp hoạt bắt đang nhìn thẳng vào mặt Trương Dương, sao thế? Lại chịu ướt ức gì hà? Trông cái vẻ mặt bực tức khổ sở kia. Trương Dương mở cửa xe ngồi vào, đang đau khổ đâu. Cần có người an ủi. Cha Vi trách nói, anh không nên tìm tới tôi, tôi không có kiên nhẫn để nghe anh kể khổ đâu. Lúc nói chuyện, điện thoại cô reo lên, thì ra đám bạn học Giang Quang Á gọi gọi dục cô đi đánh bóng. Trương Dương lấy chai nước khoáng trong giá đổ uống liền vài hơi. Cha Vi cúp máy nói, này, chai nước đó tôi uống rồi. Trương Đại Quan Nhân lười nhác nằm rũi người trên ghế phụ lái, gấp gì chứ? Tôi còn chưa chê cô bẩn mà. Anh mới bẩn ý, đáng ghét, lâu không gặp thì còn thấy như anh nhưng đến lúc gặp rồi lại thấy thật phiền toái trương đại quan nhân lại uống nước nói không phải là cô mà ngay cả tôi cũng đang thấy chán ghét bản thân đây cha vi nhận thấy tâm trạng chán nản của trương dương nên bỏ qua ý định nói khích hắn vài câu dè dặt nói sao vậy tâm trạng bất ổn như vậy có phải là thất tình không trương dương đáp gần như vậy sở yên nhiên không cần anh nữa à trương dương nói cha vi tôi đây đã thảm đến mức này rồi cô còn muốn cười trên nỗi đau khổ của tôi nữa à cha vi đáp Tôi cũng không hơi đâu, đi thôi, đi vận động cơ thể chút nào, ra chút mồ hôi, tắm một cái, đảm bảo anh sẽ quên hết mọi phiền muộn. Tối nay tôi sẽ để Giang Quang Á mời anh ăn cơm. Trương Dương, được, hôm nay phải ăn cho no nê, mai tôi sẽ quay về. Mấy người Giang Quang Á đều đang chờ Cha Chavi ở sân tennis, Chavi tuy là con gái nhưng lại cầm đầu đám bạn học này, họ đặt cho cô biệt danh thân mật là Minh chủ Võ Lâm, Chavi lại muốn họ gọi mình là Minh chủ Vũ Lâm giang quang á thấy trương dương liền vui mừng chào đón trương dương anh đến bắc kinh khi nào thế trương dương nói đến hôm trước có chút chuyện nghe cha vi nói các cậu đều ở đây nên muốn đến gặp giang quang á cười anh cũng thật là chỉ liên hệ với một mình cha vi không liên lạc gì với bọn tôi đôi mắt đẹp của cha vi trợn tròn lên muốn ăn đánh phải không tôi cũng chỉ tình cờ gặp anh ấy trên đường thôi trương dương gật đầu là gặp trên đường thôi tôi đi trước cô ấy theo dõi ngay phía sau tất cả mọi người đều cười ầm lên, cha vi ngượng đỏ mặt, lúc này thầm nói đáng ghét, cho người thất tình đáng đời. Vận động thật có tác dụng giúp con người ta thoải mái tinh thần loại bỏ buồn bực. Giang Quang Á đánh liền mấy trận, nhưng không đỡ được quả phát bóng của hắn, thở hồn hền mà vẫy tay hàng, không chơi, không chơi nữa, anh đánh bóng mà cứ như muốn lấy mạng người ta. Cha Vi cười ầm lên, Trương Dương nói, chơi tiếp đi, tôi còn chưa toát mồ hôi. Đang nói thì điện thoại hắn reo lên, Trương Dương nhấc điện thoại, hóa ra là Kiều Bằng Cử. Không ngờ y cũng ở Bắc Kinh, Trương Dương vốn tưởng Kiều Bằng Cử định tính chuyện hắn đánh Trung Trường Thắng và Kiều Bằng Phi, không ngờ Kiều Bằng Cử lại không đề cập đến nó một lời nào mà chỉ nói muốn nhờ Trương Dương xem bệnh cho ông hắn. Việc này không thể từ chối được, Trương Dương đành đồng ý, Kiều Bằng Cử liên hẹn với hắn qua điện thoại, sáng ngày mai sẽ đến phòng làm việc Xuân Dương ở Bắc Kinh đón hắn. Lúc nghỉ ngơi, Cha Vi lấy một chai nước khoáng đưa cho Trương Dương, hắn cầm lấy chai nước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi chân dài trắng nõn của của cha vi cười nói chân dài đấy cha vi liếc hắn một cái sao anh ăn nói như bọn lưu manh thế trương dương đáp tôi lưu manh đâu cô mặc quần đùi để lộ đôi chân dài chạy nhảy khắp nơi thật là gây chú ý tôi không nhìn sao được cha vi lấy vợ tennis đập vào mông hắn muốn chết hả cẩn thận không tôi kiện anh tội trêu ghẹo phụ nữ trương dương cười nói cô không phải là thiếu nữ sao sao lại biến thành phụ nữ rồi cũng không thèm báo với tôi một tiếng. Hắn và Cha Vi nói chuyện tùy tiện với nhau đã quen rồi, hiểu rõ Cha Vi tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Cha Vi tức đến giờ cây vợt đánh hắn mấy cái liền, nhưng không phải đánh thật mà chỉ là bộ vậy. Cha Vi nói, tôi cũng nhìn ra được, anh bị người ta làm tổn thương nên muốn tìm niềm vui mới trêu người khác, còn ăn nói hồ đồ nữa, tôi không thèm để ý đến anh nữa. Trương Dương thở dài, Cha Vi, cô nói xem có phải tôi làm người đã thất bại rồi không? cha vi nói rất tốt mà trẻ mà đã thành công tiền đồ rộng mở tuy không tuấn tú cho lắm nhưng cũng khá cũng nhiều phụ nữ mê mệt đấy trương dương đáp cô nói như vậy cũng làm cho tôi tự tin lên nhiều cha vi nói đó là tôi chỉ không quen thấy đàn ông đau khổ vì bị thất tình không phải là tình yêu sao chuyện tình cảm hợp thì yêu không hợp thì chia tay thôi có gì ghê gớm chứ phụ nữ tiq có hàng vạn không được thì đổi cô khác thiên hạ này nơi nào trả đầy cỏ châu ăn anh quên câu này rồi sao trương đại quan nhân vui vẻ nói ưm um, cô không nói thì tôi cũng quên mất rồi cha vi nói tiếp đừng có quên anh còn trẻ như vậy phải cống hiến hết mình vào đại nghiệp cải cách xã hội cả ngày bận bự yêu đương còn có ý nghĩa gì lòng dạ hẹp hòi như vậy anh có thấy có lỗi với sự bồi dưỡng của đảng và nhân dân không anh đã lãng phí quá nhiều lương thực của xã hội chủ nghĩa chỉ vì chuyện yêu đương mà không làm gì cho nhà nước và nhân dân, anh có thấy hổ thẹn không chứ? Trương Dương nói, đáng xấu hổ, tôi thật hổ thẹn, cha vi cười, sớm đã biết anh cảnh giới không tốt, nếu hôm nay không phải thấy anh đáng thương thì tôi cũng thật không muốn lên lớp với anh đâu. Trương Dương nói, cô cứ dạy bảo tôi cho tốt, lời truyền thân giáo, tôi nhất định rửa tai lắng nghe. Cha Vi liếc hắn một cái, biết những lời này không có ý hay ho gì, cô liền cầm lấy chai nước trên bàn dơ lên uống, không để ý vơ nhầm chai của trương dương. trương dương nói chai đó là của tôi. cha vi liên tiếp uống hai hụp, trừng mắt nhìn hắn. sao anh không nói sớm? trương dương đáp tôi còn tưởng cô thích uống thừa của tôi. cha vi bực một nỗi không thể lấy vợt đánh vào đầu hắn, nhưng cô không làm gì quá mức kích động, chỉ nhỏ giọng nói về nhớ giúp tôi hẹn gặp cố dưỡng dưỡng nhé. trương dương vừa nghe thấy khó hiểu ý cô là gì. cha vi nói giang quang á nhờ anh đấy anh có giúp không? Trương Dương đáp, không giúp, tôi còn đang lo việc tôi chưa xong, còn thời gian đâu mà đi quản mấy chuyện này. Kỳ thực không phải hắn không muốn giúp Giang Quang Á, mà là hắn sợ gặp cố dưỡng dưỡng. Cô gái này với mình có chút không bình thường, Trương Đại Quan Nhân cũng rất có lý trí, hắn biết phải duy trì khoảng cách giữa mình với cố dưỡng dưỡng, hắn không muốn phát sinh thêm chuyện rắc rối hiểu lầm nào nữa. Cha Vi Lai không biết trong lòng Trương Dương nghĩ gì, chỉ tức giận nói đều là chỗ bạn bè thì hợp tác chút đi trương dương nói được rồi tôi không có tâm trạng đâu các cô đi chơi đi tôi về đây mai còn có việc quan trọng cần làm nói xong hắn đứng dậy đi luôn cha vi không nghĩ hắn nói đi là đi bị hắn bỏ lại đó mà cô cảm thấy sửng sốt vội đuổi theo ra ngoài ra đế tận cửa này giận rồi à trương dương đáp không chỉ là thấy hơi phiền cha vi nói đường đường một đại lão ra không đến nỗi nhỏ mọn như vậy chứ trương dương đáp tôi không giận chỉ là thấy hơi chán cha vi tối các cô cứ đi chơi với nhau đi tôi về nghỉ đây để tôi đưa anh về không cần để tôi bắt taxi xe bán tải của trương dương để ngày trong bãi đỗ hắn cũng lười lấy xe gọi luôn taxi đi về phòng làm việc xuân dương mới đến bắc kinh hai ngày hắn cũng chưa từng đến đây mà phòng làm việc xuân dương đã chuyển địa điểm bây giờ chuyển đến nhà khách Minh Viễn ở đường Sơn Đường, đây chỉ là văn phòng tạm thời, mới thuê có một năm. Vì gần đây có tin đồn phá bỏ đơn vị hành chính cấp huyện, ai cũng không dám ký giấy thuê lâu dài. Vu Tiểu Đông ra ngoài có việc, không có mặt ở nhà khách, nhưng nhân viên ở đây cũng không biết mặt Trương Dương, họ sắp xếp cho hắn một phòng chuẩn cao cấp, phòng này đều là chuyên dụng cho các bí thư huyện ủy. Trương Dương nhận phòng xong liền đi tắm, hắn thay một bộ áo thể thao màu lam. Giờ hắn mới nghĩ ra đã đưa đôi giày thể thao của mình cho sở yên nhiên, bây giờ thật không kiếm được đôi hợp với bộ này, càng nghĩ hắn càng thấy chán. chương 489, An ủi 2 Trương Dương đi đôi dép lê, dạo qua cửa hàng quần áo thể thao đối diện nhà khách, mua lấy một đôi Nike giá 320 tệ. Đang đi thử đôi giày bóng chủ nhiệm vu tiểu đông của nhà khách tìm đến gặp hắn nói, thị trưởng Trương, đôi giày này không xứng với anh đâu. Khả năng giao tiếp của vu tiểu đông rất giỏi, Tất cả các cửa hàng quanh đây đều biết mặt cô, người bán hàng giờ mới biết Trương Dương là người quen của chủ nhiệm Vu. Vu Tiểu Đông nói, "Cô Lâm, đây là lãnh đạo của chúng tôi, cô không nên lấy hàng chất lượng thấp ra, phải là hàng thật. Nơi đây đa số tiểu thương tốt xấu lẫn lộn, thấy khách lạ là lấy hàng thứ phẩm ra thay hàng thật mong kiếm chắc lợi nhuận." Đương nhiên Vu Tiểu Đông quá quen với cách kinh doanh của họ, vừa nhìn qua cũng đủ biết là lừa gạt. Lúc này người chủ cửa hàng mới đi vào phía trong lấy ra mấy đôi giày made in Việt Nam chính gốc, Trương Dương chọn lấy một đôi, cảm thấy vừa vặn đang định trả tiền thì Vu Tiểu Đông nói, "Không cần đâu, cô Lâm, cứ ghi vào sổ, cuối tháng tôi sẽ thanh toán." Trương Dương đi luôn đôi giày mới đi ra cùng Vu Tiểu Đông, một thời gian không gặp trông Vu Tiểu Đông càng thêm phúc hậu. Lúc ra ngoài Vu Tiểu Đông liền đeo đôi kính đen lên, bấy giờ Trương Dương mới phát hiện ra trên tay cô có đeo một chiếc nhẫn kim cương, không khỏi hiếu kỳ chiếc nhẫn đẹp thật. Vư Tiểu Đông cười, mắt cậu tinh quá, đó là nhẫn hôn phu tôi tặng. Trương Dương hỏi tiếp, "Hôn phu ư? Cô Vu, cô đã nhanh chóng tìm được một hôn phu rồi sao?" Vu Tiểu Đông cười, "Nhanh gì chứ, tôi cũng đã 30 tuổi rồi, nếu không lấy chồng thì sẽ thành bà già mất." Trương Dương nói, "Thế vị anh rể tương lai của tôi là ai vậy?" Vu Tiểu Đông đáp, "Một quân nhân, là người rất thật thà." Nói đến đây, cô như có chút áy náy buổi tối tôi đã hẹn đi xem phim với anh ấy rồi chỉ e không thể đi ăn cơm cùng cậu trương dương nói mau đi đi đương nhiên là phải đi với anh rể tương lai chứ hai ngày nay tôi rất mệt định nghỉ ngơi một chút vu tiểu đông đi rồi trương dương đành quay về phòng hắn lập tức cảm thấy cực kỳ cô đơn lần này sở yên nhiên đòi chia tay làm cho hắn cảm thấy mất mát đau khổ cực kỳ trương đại quan nhân bắt đầu thấy hối hận Biết vậy cứ ở lại đánh bóng với hội cha vi kiếm chỗ ẩm ý cho đỡ buồn. Trương Dương đang cân nhắc có nên đi ra ngoài uống rượu một mình thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa ra thì thấy Cha Vi đứng ngoài, Trương Dương có chút bất ngờ, hắn ngạc nhiên nói, cô lại chơi trò theo dõi tôi đấy hả? Cha Vi nói, tôi sợ anh buồn bã, nhớ nhất thời nghĩ không thông lại đi tự tử. Trương Dương cười, tôi là loại người đó sao? Cha Vi nói tiếp, không nói nhảm nữa, đi, chúng ta đi uống rượu trương dương nói hai chúng ta thôi sao cha vi không nói gì mà đi thẳng xuống dưới tầng trương dương đi theo cha vi ra ngoài thấy cô không định lái xe mới gặng hỏi đi đâu đây cha vi nói hoa viên bia thanh đảo hội giang quang á đã chờ sẵn ở đó rồi trương dương hỏi tiếp ai mời đây cha vi liếc hắn một cái anh thật là tầm thường tôi mời được chưa trương đại quan nhân cười ha ha các cô đều đang đi học tiền cô tiêu đều là đồng tiền mồ hôi nước mắt của người khác, cứ để tôi mời vậy. Cha Vi nói, sao tôi cứ thấy hôm nay anh nói toàn câu kích bác người khác vậy? Trương Dương nói, tôi nói thật lòng, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Cha Vi nói, tôi thèm vào nghĩ nhiều, anh đừng có coi tất cả chúng tôi giống như đám dựa dẫm ăn hại. Tôi nói cho anh biết, tôi đã tốt nghiệp rồi, bây giờ là người có nghề nghiệp tự do. Trương Dương vui vẻ nói, tự lực tự cường bao giờ cũng tốt hơn tất cả mọi thứ. Cha Vy nói, sao tôi nghe thế nào cũng cảm thấy như đang bị châm chọc vậy. Ánh mắt của Trương Dương lại bị một người khác gây chú ý. Hắn nhìn thấy Cố Dưỡng Dưỡng đi đến. Đã lâu không gặp, Cố Dưỡng Dưỡng quả thực càng ngày càng đẹp hơn. Trước kia cô ta lúc nào cũng có bộ dạng đáng thương khổ sở. Sau khi thân thể hồi phục, cô lại càng tràn trề sức sống, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ, ánh mắt long lanh đầy tự tin. Một Cố Dưỡng Dưỡng xinh đẹp khác hẳn với quá khứ đang đi tới cô nàng vẫy tay trương dương từ xa rồi nhanh chóng chạy đến cha vi nói nhỏ với trương dương thật ngại quá tôi đã mượn danh nghĩa anh để gọi dưỡng dưỡng đến trương dương thở dài nói nếu cô mà sống ở thời cổ đại thì cũng là một ả gian phi chuyên làm những trò độc ác như giả truyền thánh chỉ nếu như không phải đang ngoài đường thì cha vi đã đánh nhau với trương dương rồi nhưng cô không làm như vậy cô cũng phải chú ý đến hình tượng của mình ai lại thuộc nữ mà đi đánh người cố dưỡng dưỡng chạy đến trước mặt Trương Dương, khuôn mặt xinh xắn lại càng hồng hào. Không biết trong lúc vội vã chạy gấp hay là vì thẹn thùng mà ánh mắt dịu dàng của cô sáng lên cả vẻ mừng rỡ, anh Trương, anh đến Bắc Kinh khi nào thế? Tới hai ngày rồi, bận công chuyện nên không có thời gian gặp em, cô dưỡng dưỡng cười, dù sao cũng biết mời em ăn cơm, không quên có cô em này là được rồi. Trương Dương không nhịn được mà nhìn Cha Vi một cái, Cha Vi ra vẻ đắc ý, ngoài giang quang á ra còn có năm bạn học khác của cha vi đến trong đó cố dưỡng dưỡng là sinh viên khóa dưới kém họ hai khóa còn lại đều đã tốt nghiệp giang quang á đã gọi món trước nhìn thấy cố dưỡng dưỡng đến gã cười tươi chào đón dưỡng dưỡng lâu rồi không gặp em cố dưỡng dưỡng cũng không hề tỏ ra khách sáo với gã lạnh nhạt nói không phải thứ bảy tuần trước anh vừa mới qua trường sao giang quang á đỏ mặt vội vàng chuyển chủ đề dạo này học hành có bận không hẹn em mãi cũng không được cố dưỡng dưỡng nói cũng bình thường rồi lập tức chuyển sang nói chuyện với trương dương anh trương anh ở lại bắc kinh mấy ngày hai ngày này em đều được nghỉ nếu cần em sẽ đưa anh đi thăm thú khắp nơi trương dương cười nói hờ ngày mai là về rồi không có thời gian chơi cố dưỡng dưỡng trong lòng có phần chán nản cha vi thấy vậy trong lòng lại thầm nghĩ chuyện tình cảm đúng là không nói ra thì không hiểu gì gian quang á đối xử ân cần với cố dưỡng 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 lại thờ ơ với gã trong mắt lại chỉ chăm chăm tới trương dương còn trương dương lúc này lại duy trì khoảng cách cha vi nói cùng ngồi xuống rồi nói chuyện chứ hôm nay trương dương rõ ràng không chuyên tâm lúc uống rượu toàn là người khác chúc hắn mới nâng chén đến mức dưỡng dưỡng cũng nhìn ra cô ân cần hỏi anh trương có phải là gặp chuyện buồn gì phải không trương dương lắc đầu không sao chỉ là hơi mệt thôi cha vi nói mệt thì về nghỉ sớm đi chúng ta cũng về sớm thôi Trương Dương ấy náy nói, các cậu cứ uống đi, đừng vì tôi mà ảnh hưởng đến tâm trạng của các cậu. Hắn vốn định uống chút rượu, mượn chỗ ẩm ý để quên đi chuyện với sở yên nhiên, nhưng càng trong hoàn cảnh này lòng hắn lại càng cảm thấy cô độc. Hắn quyết định phải nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng Trương Dương dần đi khuất, Giang Quang Á mới hỏi, chị Vi, Trương Dương sao vậy? Cô dưỡng dưỡng cũng nhìn cha Vi, hy vọng biết được chút gì từ cô. Cha Vi cười, anh ấy nói công việc bận bửu tối mặt, dù gì người ta cũng là phó thị trường, thân đè nặng việc công. Trương Dương cũng không lập tức trở về nhà khách, hắn không chủ đích mà đi dọc theo con phố. Ngày hôm nay hắn thấy rất hồ đồ, có thể coi là ngớ ngẩn, hắn chán ghét cái trạng thái này, hắn nóng lòng thoát khỏi nói, thậm chí là không muốn ở lại Bắc Kinh này nữa. Có lẽ chỉ cần về Giang Thành, nhanh chóng vùi đầu vào công việc hắn mới có thể thoát khỏi cái trạng thái mơ hồ này. Mới đi được một lúc hắn đã thấy cha vi lái xe đuổi theo, Trương Dương ngượng cười nói, Cha Vi, hôm nay cô định theo dõi tôi đến cùng đấy à? Cha Vi vừa mở xe vừa nói, coi anh là bạn mới đi theo anh chứ, anh mà là người lạ, tôi thèm vào để ý. Trương Dương dừng lại, Cha Vi dừng xe bên đường, mở cửa xe bước ra, tôi chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh, trước đây chỉ thấy một Trương Dương sắc mặt lạnh lùng độc ác. Trương Dương nói, cô đừng có sỉ và tôi nữa, chúng ta tốt xấu gì thì cũng từng có tình cũ dù cô không thể giúp đỡ lúc khó khăn thì cũng đừng có mà đổ thêm dầu vào lửa chứ. Cha Vi nói, ai có tình cũ với anh chứ? Đừng tưởng bờ, Trương Dương nói, hôm nay không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người chứ. Cha Vi nói, chủ yếu là mời anh, anh đi rồi thì mọi người cũng dừng thôi. Trương Dương đáp, kết thúc rồi à, cô còn lấy tôi làm cái cớ để giúp cho Giang Quang Á và cố dưỡng dưỡng, tôi cũng nhìn ra được, không thành đâu. Cha Vi đáp, sự vật đều phát triển biến hóa, anh sao lại nói là không thành được tôi mới thấy coi thường anh bản thân mình thất bại trong chuyện tình cảm là chỉ mong cho cả thế giới này ai cũng phải gánh chịu bi kịch như mình trương dương cười ầm lên chỉ tay vào quán ba mặt đi tôi mời cô đi uống cha vi nói không hơi sức đâu ồn ào lắm nghe thôi đã thấy chán rồi trương dương nói nếu không tôi đi mua chút đồ chúng ta về phòng tôi uống cha vi nói anh không phải là có ý đồ đen tối gì chứ Trương Dương nói, đừng chiêu tôi nữa, cùng lắm chỉ là muốn nghe cô an ủi vài câu thôi, cũng đâu phải là cầu xin cô an ủi tôi. Cha Vi đỏ mặt mắng, đồ lưu manh. Trương Dương mua chút lạc giang, thịt bò muối, vịt quay về, Cha Vi đòi mua thêm hai bình rượu sái. Hai người quay về nhà khách, nhà khách này thuê hai toàn nhà có năm và sáu tầng, Cha Vi lúc này đột nhiên nảy ra ý lên sân thượng ngồi uống rượu. Lầu sáu lại có thang máy chạy thẳng lên sân thượng hai người lên đó cùng nhau uống, Trương Dương tu một hơi đầy bằng chai vì không có cốc, hắn uống xong lại đưa cho Cha Vi, Cha Vi cũng cầm lấy mà uống một ngụm. Trương Đại Quan Nhân cười nói, chúng ta đúng là đang hôn nhau gián tiếp mà. Cha Vi dè biểu một câu rồi nói, anh còn nói như vậy là tôi về luôn, tốt xấu gì cũng là cán bộ nhà nước, động một tí là dở trò lưu manh, trả trách sở yên nhiên đá anh. Trương Dương nói, cô cứ tự do hứng lên là sát muối vào nỗi đau của tôi, lại cấm tôi không được đùa giỡn, đây là đạo lý gì thế hả? Cha Vi đáp có phải anh rất buồn đúng không? muốn khóc không? khóc cho tôi xem, dù sao thì cũng chỉ có hai người chúng ta, tôi bảo đảm với anh sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Trương Dương uống một ngụm lấp, vê hạt lạc cho vào miệng nhai. Cha Vi, cô thấy tôi là người thế nào? Cha Vi đáp trông anh thật quá vô lại, nhưng tổng thể cũng là người tốt. Trông cũng không thể nói là thích đảng lưu manh, nhưng mà hơn hẳn bọn lưu mạnh hạ cấp. Trương Dương nói cô đánh giá tôi cao như vậy thật là khiến tôi cảm động. Cha Vi nhận lấy bình rượu từ tay hắn uống một hơi, cô nhân mày lại loại rượu sái này cũng khá nặng. Trương Dương bẻ đùi vịt đưa cho cô ăn nhiều một chút. Món vịt quay này ngon lắm. Cha Vi cười nói đêm nay tôi phát hiện thấy anh cũng có chút phóng khoáng hảo tâm đấy. Trương Dương nói nên cô phải cẩn thận nhất định đừng có mà nhân lúc tôi bi quan chán nản nảy ý định nhảy vào chiếm chỗ, không khéo lại tự mang vả vào thân. Cha Vi nói, thôi đi, anh là người như thế nào tôi còn không biết, suốt ngày nói những lời ong bướm ngon ngọt, một tên trăng hoa háo sắc, loại đàn ông như anh đúng là kẻ thù chung của phái nữ. Trương Dương sửng sốt, cô coi tôi là loại người như thế sao? Cha Vi nói, tôi coi anh là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn gái anh coi anh như thế nào. Nói thử xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hai người đã đính hôn rồi cơ mà. Đang yên đang lành lại đột ngột chia tay là sao? trương dương lại uống lời của rượu nói thay hắn cha vi nếu tôi nói sự thật cô có xem thường tôi không cha vi nói hẳn là không rồi trương dương nói tôi có một cái bệnh cha vi cũng hơi chút men rượu nói đừng nói nữa tôi không hứng thú với vấn đề sinh lý của anh trương đại quan nhân khâm phục trí tưởng tượng của cha vi nói tôi nói này cha vi tôi không có bệnh về đường sinh lý mà là trong tâm lý cha vi nói nói đi bổn tiểu thư tôi đây rất giỏi giúp người khác phân tích vấn đề tâm lý, nói đi. Rốt cuộc là anh có bệnh gì? Trương Dương nói, tôi gặp ai yêu người đó. Cha Vi nói, tôi ghét nhất là loại người có mới nới cũ như anh. Trương Dương nói, tôi không phải là có mới nới cũ, mà tôi là có mới nhưng không nới cũ. Tôi cùng lúc thích đến mấy người phụ nữ, cô có hiểu không? Cha Vi nói, đó là trăm hoa, vậy thì sai rồi, anh cũng không nghĩ xem, anh làm như vậy có công bằng không? dù anh không quản được thói trang hoa của mình nhưng mà việc kết hôn cũng chỉ được với một người thôi nếu anh kết hôn rồi những người còn lại sẽ nghĩ sao họ có vì anh mà thấy bị tổn thương không trương dương đáp chính là vì sợ làm tổn thương họ nên tôi mới khó xử thật đấy tôi không thể từ bỏ một ai cả trương đại quan nhân lai uống một hơi men rượu vào lại tiếp tục nói tôi chỉ hận một nỗi không thể làm cho tất cả những người phụ nữ tốt thành của riêng mình lông mày cha vi dựng đứng lên đôi mắt đẹp trợn tròn lại, đây là lời nói vô sỉ nhất mà cô từng nghe, cô liền tặng cho Trương Dương bằng một câu, không biết xấu hổ. chương 490, của trách 1 Trương Đại Quan Nhân nói, tôi coi cô là bạn bè nên mới nói ra, cô lại mắng tôi như vậy còn có cấp bậc tình cảm gì nữa không? Cha Vi đáp, mắng anh còn là nhẹ, dựa vào cái gì chứ? Phụ nữ cả thế gian này đều do một mình anh chiếm hữu anh nghĩ mình là ai chứ? Ngọc Hoàng Đại Đế à, Trương Dương thở dài nói, "Thực sự tôi cũng hơi ích kỷ, nhưng tôi không thể kiềm chế nổi bản thân, cũng có lúc tôi nghĩ, may mà tôi là đàn ông, nếu không may tôi sinh ra là một phụ nữ." Cha Vi tiếp lời, "Nếu anh mà là nữ, thì chính là loại gái." Trương Đại Quan Nhân cười ầm lên, cô nàng Cha Vi này mà có ý mắng người thì quả là mồm miệng cay độc. Cha Vi nói, "Tôi cũng nhận ra, hôm nay anh cố tình muốn bị mắng, càng mắng anh anh càng thấy thoải mái hơn phải không?" trương dương nói cô còn nói bị cô mắng tôi cũng thấy thật dễ chịu cha vi nói anh là đồ không có lòng tự trọng không ngược đãi thì không thấy thoải mái phải không trương dương đáp cô đừng thấy tôi là đảng viên dù sao thì cũng là cán bộ nhà nước nhưng trong cái đầu này chứa đầy tàn tích phong kiến tôi vốn là chủ nghĩa nam tử tôi tôn sùng chế độ đa thê cha vi uống tiếp rồi đưa rượu cho trương dương đôi mắt đầy bất mãn nhìn hắn hình tượng cao đẹp của anh trong lòng tôi đã hoàn toàn sụp đổ thực sự là tan vỡ rồi, tôi bắt đầu thấy khinh bỉ anh. Trương Dương nói, không sao, cô càng khinh bỉ tôi, tôi càng thấy thoải mái. Hắn uống nốt nửa bình rượu còn lại, một mạch tu hết vào bụng, thở một hơi rồi ăn thêm miếng thịt bò khô, nhắm mắt lại, vẻ mặt rất thích chí. Cha Vi nói, mỗi người đều có một tiêu chuẩn đạo đức cho riêng mình, hành động nào của chúng ta cũng bị bó buộc dưới chuẩn đạo đức ấy. Những việc thoát khỏi giới hạn ấy đều là việc làm vô đạo đức, anh đang đi theo hướng lệch đạo đức đó trương dương nói con người khác nhau thì nhận thức đạo đức cũng khác nhau tôi dựa vào cái gì mà phải tuân theo chuẩn đạo đức của các người dựa vào cái gì mà phải phù hợp với đạo đức của công chúng chứ tôi sống vì bản thân mình đời người ngắn ngủi có thể để mình sống thoải mái làm cho người mình yêu thoải mái và mình cũng vậy đây chính là chuẩn đạo đức của tôi chavi nói anh là đồ vô lại còn cãi cố đồ điên cuồng anh sống trên thế giới này thì anh cần phải chú ý đến cảm nhận của những người xung quanh tất cả những lời anh nói chỉ là cớ anh lấy ra biện minh cho sự trang hoa của mình. trương dương lại mở bình rượu mới ra, hắn đưa cho cha vi uống trước, cha vi uống xong hắn mới uống. người ta sống sao không thể đơn giản hơn chút, sao phải để ý đến cảm nhận của người khác, không thấy mệt mỏi sao? cô nói những lời này có thấy mệt không? cha vi nói không thể nói lại với loại người như anh, tôi không thể nào hiểu nổi, một người như thế sao lại có thể cùng lúc có nhiều mặt như vậy? trương đại quan nhân đáp vì cô là phụ nữ, lòng dạ phụ nữ thì không thể luận bàn với đàn ông được. Cô có lẽ chỉ thích một người nhưng so với tôi, cũng giống như lấy dòng suối nhỏ so sánh với biển rộng. Rõ ràng ta rộng lớn như vậy sao lại không thể dung nạp mọi thứ, hải nạp bách xuyên sao? Cha Vi lại mắng hắn, đồ vô liêm sỉ như anh mà cũng xứng hải nạp bách xuyên sao? Trương Dương lại uống ừng ực, cũng như tử lượng vậy, có người có thể uống hai vải, có người uống được ba cân, cô sao có thể ép người chỉ uống được hai vại đi uống cạn ba cân chứ, hắn sẽ say mèn ra. Nhưng cô cũng không thể kiềm chế kẻ uống được uống ít, cả đời hắn sẽ không biết vui là gì. Trương đại quan nhân dừng lại một lúc rồi nói, anh cô chính là người có thể uống được đó. Cha Vi biết rõ những lời hắn nói đều không hề có đạo lý, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra cách phản bác lại, một lúc sau mới nói, việc của anh, tự anh giải quyết, tôi chỉ nói thế thôi, cũng không giúp gì được trương dương cười đừng có chỉ nói về tôi nói về cô đi cô thấy chuyện tình cảm thế nào cha vi nhấp chút rượu ngẩng đầu nhìn màn đêm trong đầu cô hiện lên khung cảnh dưới ánh sáng bàn tiệc rượu lung linh xung quanh là biển lớn có gió có sóng tiếng nhạc vui vẻ được tung tăng nhảy múa nghĩ gì thế tôi đang có một giấc mộng trương đại quan nhân là người thực tế từ lúc hắn chết đi sống lại điểm này lại càng trở nên rõ nét chỉ có người vào sinh ra tử như hắn mới biết sự quý giá của sinh mệnh, tuy hắn thấy chán nản, tinh thần xáo động nhưng sẽ nhanh chóng ổn định. Vì hắn luôn tin rằng, việc được sống trên thế gian này là điều tốt đẹp nhất, chỉ cần còn sống thì tất cả đều có cơ hội. 9 giờ sáng ngày hôm sau Kiều Bằng Cử đã đến đón Trương Dương ở nhà khách Xuân Dương. Trương Dương tối qua uống đến tận 1 giờ sáng với Cha Vi, hắn lại tỉnh rất sớm. Lúc Kiều Bằng Cử tới hắn đang luyện công ở trên ban công tầng 6, Nhìn thấy Kiều Bằng cử hắn liền dừng lại, đứng trên tầng vẫy tay y. Kiều Bằng cử bỏ kính đen ra ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Ăn cơm chưa?" Trương Dương đáp, "Ăn mì rồi." Hắn quay vào đi xuống tầng, rửa mặt rồi thay một bộ Âu phục. Hắn đi xuống dưới, hôm nay phải gặp Kiều lão nên hắn ăn mặc cho thật giản đơn mà vẫn có chút đứng đắn trang trọng. Kiều Bằng cử đợi Trương Dương ngồi vào xe liền khởi động máy, "Sao lại ở cái chỗ này?" Trông chẳng xứng với thân phận phó thị trưởng của cậu tí nào. Trương Dương đáp, một cán bộ cấp phó như tôi thì có thân phận gì chứ? Trước đây tôi đã từng ở nhà khách Xuân Dương ở Bắc Kinh này rồi, cũng rất có cảm tình, ở đây cũng quen rồi. Kiều Bằng cử cười nói, hóa ra là đến đây ở chỉ vì nhớ chuyện xưa sao? Trương Dương cười, cũng có thể nói như vậy. Hắn cứ tưởng Kiều Bằng Cử sẽ nhắc đến chuyện giữa hắn với Kiều Bằng Phi và Trung Trường Thắng, nhưng Kiều Bằng Cử lại ra vẻ như không hề biết chuyện, không nhắc đến dù chỉ một câu. Trương Dương nói, chúng ta đang đi Trung Nam Hải phải không? Kiều Bằng cử lắc đầu, đến cốc thanh khê mật phân, ông tôi đang điều dưỡng ở đó. Y nhìn thoáng về phía Trương Dương cười, mùa này ăn cá chày là ngon nhất, buổi trưa tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thịnh soạn. Trương Dương đáp, tối qua tôi uống nhiều quá, hôm nay thật không muốn ăn chút nào. Kiều Bằng cử cười ha ha, tử lượng của cậu khá như vậy, bảo uống nhiều mới lạ chứ. Nói xong một lúc Y mới hỏi tiếp, hay là có tâm sự gì à? Trương Dương lập tức hiểu ra Kiều Bằng Cử đang định nói gì, thế giới này thật là nhỏ bé, Kiều Trấn Lương cha của Kiều Bằng Cử là bí thư ủy tỉnh Bình Hải, Tống Hoài Minh lại là tỉnh trưởng Bình Hải, những việc xảy ra quanh hắn có lẽ không thể giấu nổi tai mắt nhà họ Kiều. Chắc chắn Kiều Bằng Cử ít nhiều cũng đã nghe đồn về chuyện của hắn và sợ yên nhiên. Quả nhiên, Kiều Bằng Cử liền nhân đó mà hỏi tiếp, tôi vừa tới Bắc Kinh đã nghe thấy một tin nóng hổi, nghe đồn cậu và sợ yên nhiên đã xóa bỏ hôn ước rồi à trương dương gật đầu việc này chẳng cần phải che giấu gì nữa kiều bằng cử nói thật là tiếc cho cậu sở so yên nhiên là một cô gái tốt trương dương cười không nói gì hắn cũng không muốn tiếp tục nói với kiều bằng cử về chuyện này nữa trương dương chuyển sang chuyện khách một cách rất khôn khéo hắn hỏi thẳng em trai anh có đây không kiều bằng cử hoàn toàn sửng sốt một lúc mãi mới hồi lại trương dương đang hỏi chuyện của kiều bằng phi mà bằng phi rất ít khi giấu giếm hắn mọi chuyện Bằng Phi đã gây mâu thuẫn với Trương Dương rồi bị đánh, vì chuyện đó mà sư phụ đã trục xuất nó ra khỏi Bát Quái môn. Tiều Bằng Phi bị thương không nặng, nhưng không gặp may như Trung Trường Thắng, nó không những bị Trương Dương đánh cho hộc máu mà còn bị bầm dập mặt mũi, đã hai ngày nay cáo bệnh không đi làm. Tiều Bằng cử cười đáp, việc giữa cậu và Tiểu Phi tôi có nghe qua, tôi cũng không hiểu nổi các cậu, thanh niên trẻ tuổi sao lại nóng tính như vậy? tuy y cũng không lớn hơn Trương Dương là mấy nhưng khẩu khí lại rất dày dạn từng trải. Trương Dương cười, có lẽ em anh nghĩ tôi rất dễ bắt nạt thì phải. Kiều Bằng cử cười không nói gì, y cũng đã thấy bộ dạng thảm thương của Kiều Bằng Phi và Trung Trường Thắng. Tuy y không bình luận gì nhưng trong thâm tâm cũng cho trách Trương Dương ra tay quá nặng. Kiều Bằng cử nói tiếp, nể mặt tôi, để chuyện này dừng ở đây thôi, làm ầm lên lên thì ai cũng xấu mặt trương dương tựa lưng lên ghế tôi có làm ầm lên đâu đều là do chú em kia của anh làm ra cả kiều bằng cử cười đáp được để tôi nói chuyện với nó sau chiếc xe đi vào cốc thanh khê từ xa đã ngửi thấy một mùi thơm vừa ngọt ngào lại dễ chịu tuy không nồng bằng những mùi hương khác nhưng nó lại đem lại cảm giác tươi mát hơn hẳn trương dương nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu xanh tím nhạt mọc đầy hai bên đường tới mùa hoa nở cả khu trang viên cho đến khắp ruộng hoa đều trải dài hương sắc Trương Dương nhận ra đám hoa này chính là huân y thảo. Xe vừa chạy qua đám cỏ, cả xe đã thơm đầy mùi tươi mát, làm người ta liên tưởng như cảm giác mới mẻ của lần đầu biết yêu. Người phương Tây cho rằng huân y thảo như tượng trưng cho một mối tình kết quyến luyến chuyện xưa không rời. Hương sắc bạt ngàn của huân y thảo, tuy nó không nồng nàn như hoa hồng, không lạnh nhạt như bách hợp nhưng khó mà phai nhạt được. Dù cho gió có thổi bay, hương hoa vẫn động lại trong tiềm thức, vẫn thoang thoảng nơi đêm trăng tĩnh lặng, giống như tiếng đàn du dương vọng lại, hay như một giấc mộng chưa hoàn thành, chợt bừng tỉnh mà vẫn còn tiếc nuối. Sau lưng kiều lão là cả một ruộng hoa lớn, phía trước là một dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, có lẽ ông ta đang ngồi đó câu cá, một gã cảnh vệ đang đứng cạnh gốc cây, đứng từ xa vừa nhìn kiều lão vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Kiều bằng cử dừng chiếc xe jeep bên cạnh tên cảnh vệ, Trương Dương mở cửa xe bước ra. Chương 490 của trách 2 Kiều lão nghe thấy tiếng động liền vẫy tay nói, tiểu triệu, cậu giúp ta một lúc. Tên cảnh vệ vội vã chạy đến, kiều lão đưa cho hắn cần câu, rồi lấy khăn tay lau mồ hôi trên chán, chậm chậm đứng dậy bước đến trước mặt Trương Dương, Trương Dương, cậu đến rồi à? Gặp lại kiều lão, thấy thần sắc của ông rõ ràng tốt hơn hẳn so với lúc ở Đông Giang, qua vẻ mặt của ông có thể thấy bệnh co quắp cơ mặt đã được chữa khỏi, ông cũng không cần phải lúc nào cũng đeo khẩu trang nữa. Trương Dương cung kính chào, Kiều Lão vẫn khỏe chứ? Kiều Lão cười, khỏe, vẫn khỏe, ông chỉ tay về phía khu nhà màu đỏ hơi bị che khuất bởi bóng cây nói, vào nhà rồi nói chuyện. Trương Dương và Kiều Bằng Cử đi ngay hai bên ông, Kiều Bằng Cử đưa tay ra đỡ thì bị Kiều Lão mắng đẩy ra, ta vẫn chưa giả đến mức ấy. Có lẽ vì chứng minh câu nói này mà ông bước nhanh như bay, chốc lát đã bỏ xa hai người Trương Dương ở phía sau. Kiều Bằng Cử nhìn về phía ông mình, khuôn mặt hiện ra nụ cười ngược. Gã lắc nhẹ đầu. Khu biệt thự màu đỏ là một kiến trúc được xây dựng vào khoảng cuối những năm 70, theo phong cách châu Âu, trên thảm cỏ xanh trước cửa có bày đặt một bộ bàn ghế màu trắng tinh. Kiều lão ngồi xuống ghế, Kiều Bằng cử vội vàng ra kéo ghế cho ông. Sau khi ngồi xuống, ông vẫy tay có ý bảo hai người ngồi xuống, Trương Dương ngồi phía đối diện với Kiều lão, Kiều Bằng cử nói, "Trương Dương, cậu ngồi nói chuyện với ông để tôi đi chuẩn bị trà, loại trà thiết quan âm thượng hạng nhé." trương dương cười không nói gì kiều lão nói mau gọi cho bằng phi bảo nó qua ăn cơm kiều bằng cử ngớ người ra một lúc nhưng vẫn gật đầu trương dương trong lòng cảm thấy không ổn hắn càng không muốn gặp bằng phi thì càng phải gặp xem ra có những việc muốn tránh cũng không được kiều lão nói tiếp ta rất thích nơi này không khí trong lành sau khi đến đây tinh thần tốt hơn nhiều có cảm giác là ta đã trẻ lại vài tuổi trương dương cười sức khỏe kiều lão dạo này thế nào Kiều lão đáp, tốt lắm, từ lúc cậu chữa khỏi trứng co quắp cơ mặt cho ta, ta không cần phải đeo khẩu trang ra ngoài nữa, không sợ bị người khác gọi là tượng hoa, nữa. Trương Dương vui vẻ hơn hẳn, không ngờ một người đức cao vọng trọng như Kiều lão cũng có phần hài ước trong mình, hắn mỉm cười, ân tình giúp đỡ tôi khi gặp nạn như đưa than sưởi trong ngày tuyết rơi của Kiều lão, tôi mãi sẽ không bao giờ quên. Kiều lão cười ha ha nói, có đưa nhưng không phải là than đâu. Trương Dương cũng cười theo ông, Hắn bảo muốn xem mạch cho Kiều lão, Kiều lão liền vui vẻ đưa tay đặt lên bàn cho hắn xem. Trương Dương bắt mạch cho ông, qua gương mặt tươi cười của Kiều lão, hắn đoán biết được mình đã thực sự được Kiều lão tín nhiệm. Nhân vật có thể gây phong ba trong chốn chính trị này đã quyết định đặt sự an nguy của mình vào tay hắn, điều này càng làm cho hắn thấy vui mừng. Trương Dương bỏ tay ra khỏi mạch của Kiều lão, nhẹ nhàng nói: "Kiều lão, gần đây ông nghỉ ngơi có tốt không?" Kiều lão gật đầu, "Lớn tuổi rồi, chất lượng giấc ngủ mỗi ngày một khác, trước đây ta có thể ngủ say đến tận sáng nhưng bây giờ thường hay thức giấc lúc rạng sáng. Trần chọc mãi mà cũng không ngủ được, lúc nói đến đây, kiều lão có vẻ không vui, ngay cả người khỏe mạnh như ông cũng không thể thoát khỏi cái hiện thực già nua này. Trương Dương đáp, thể chất của ông cũng rất tốt, muốn cải thiện giấc ngủ thì có thể dùng thuốc hoặc là luyện khí. Như này vậy, tôi sẽ dạy cho ông một môn pháp luyện khí đơn giản, nếu ông muốn học thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Chỉ cần ông kiên trì luyện tập, chỉ cần trong một tuần sẽ có tác dụng ngay, giấc ngủ sẽ tốt hơn. Kiều lão gật đầu, nếu mà không cần uống thuốc vẫn cải thiện được giấc ngủ thì tốt quá, uống một phần thuốc là hại mất một năm tuổi đó. Các bộ phận cơ thể ta đều không ổn, gan thận cũng đã chịu đủ nhiều loại thuốc rồi. Trương Dương truyền thụ cho Kiều lão phương pháp kính tọa điều tức, thực ra trước đây hắn cũng đã dạy cho rất nhiều người, chủ yếu để giúp điều hòa hệ hô hấp. Kiều lão chỉ làm một lần đã ghi nhớ được khẩu quyết luyện khí, có vị danh sư như Trương Dương chỉ dạy, chỉ trong một lúc đã học được phương pháp kính tọa điều tức này, tuy nhiên Kiều lão cũng có chút bán tín bán nghi về công dụng của phương pháp đó. Sau khi gọi điện xong, thấy ông mình và Trương Dương đang ngồi tỏa dưới nền cỏ trông như đang ngồi thiền, Kiều bằng cử biết Trương Dương đang dạy ông mình luyện công, gã mỉm cười nhìn họ mà không vội ra quấy giày. Trương Dương sớm đã nhận ra gã đứng đó, Hắn mở mắt nói với Kiều lão, ông cứ luyện thêm 10 phút nữa nhé. Hắn đứng dậy đi về phía Kiều Bằng Cử, nhìn gã như có ý gì đó. Kiều Bằng Cử biết Trương Dương có điều muốn nói, hai người liền đi đến gần gốc cây phía trước, Trương Dương nhỏ tiếng nói, Kiều lão có biết chuyện giữa tôi và mấy đứa Kiều Bằng phi không? Kiều Bằng Cử đáp, tôi chưa nói. Lời này của gã có ý rằng gã chưa hề nói, nhưng chưa chắc không có người nói, mà có người nói hay không cũng không liên quan đến gã. Trương Dương nói, có phải tôi xuất hiện ở đây không thích hợp chút nào? Kiều Bằng cử cười, bao nhiêu tuổi rồi còn để ý chuyện nhỏ nhặt này trong lòng chứ? Lúc hai người nói chuyện chuông điện thoại của Trương Dương rung lên, là của Tần Manh Manh gọi tới, hắn nhìn Kiều Bằng cử lịch sự rồi bước về phía trước vài bước nhận cuộc điện thoại. Từ trong điện thoại vang lên một giọng nói đáng yêu, bà ơi! Trương Dương có chút ngẩn ra, không ngờ người gọi cho hắn là Tần Hoan, hắn cười đáp tiểu tử nghịch ngợm, không có chuyện gì lại gọi điện cho ta hả? Tần Hoan nói, ba ơi, con nhớ ba, bây giờ chỉ có một mình con ở nhà. Trương Dương đáp, mẹ con đâu? Sao lại để một mình con ở nhà vậy? Tần Hoan nói, mẹ đi chợ mua đồ, bảo con ở nhà xem phim hoạt hình đợi mẹ về, nhưng con đã xem đến hai tập rồi mà mẹ vẫn chưa về. Ba ơi, ba đến chơi với con đi. Trương Dương cười, hai tập phim hoạt hình tức khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tần manh manh nuôi con một mình cũng thật không dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng nói, ngoan nào, hôm nay ba có việc quan trọng phải làm, đợi làm xong ba sẽ đến chơi với con. Tần Hoan đáp một tiếng có hơi chút thất vọng. Trương Dương cũng hơi lo lắng vì chỉ có một mình đứa bé ở nhà, liền dặn dò con một mình ở nhà không được nghịch ngợm chứ, cứ ngoan ngoan ngồi xem TV, mẹ sẽ về nhanh thôi. Tần Hoan đáp, con biết rồi ạ. À? Trương Dương lại nói, không được nghịch ngợm lung tung, không được đi ra ngoài một mình cũng không được mở cửa cho người lạ nhé. Tần Hoan đáp, bà yên tâm, con biết rồi, lúc này mới lưu luyến cúp điện thoại. Trương Dương dừng cuộc gọi, thấy Kiều Bằng Phi và Trung Trường Thắng đã đến, hai người đã nghe Kiều Bằng cử thông báo có Trương Dương ở đây, vì Kiều Lão đã gọi họ đến nên họ không dám không đến. Bây giờ Kiều Bằng Phi vừa hận vừa sợ Trương Dương, nếu hôm đó không phải sư phụ gã đến kịp thời thì e là gã còn bị dậy dỗ thê thảm hơn chỉ vì sự việc gây hấn với Trương Dương mà gã đã bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, Kiều Bằng Phi nghĩ đến chuyện này lại không khỏi nghiến răng căm hận. Trung Trường Thắng thì cực kỳ sợ, gã không hận gì Trương Dương, vì gã cũng không dám hận hắn, cũng rất nể phục. Lần trước ở Đông Giang gã ra tay đánh lén thắng được nên cứ cho rằng công phu của Trương Dương chỉ là hạng soàng, nhưng lần này sau khi hồi phục sức khỏe, Trương Dương thể hiện thực lực thật sự làm cho gã kinh sợ vô cùng. Trung Trường Thắng cũng không phải là tên ngốc, bây giờ gã có gan cũng không dám chọc vào trương dương kiều lão vẫy tay với bằng phi tiểu phi cháu lại đây kiều bằng phi vừa bước tới vừa lễ phép chào một tiếng ông đến giờ phía sau lưng gã vẫn còn thấy đau bị trương dương đánh một gậy quả là không nhẹ kiều lão nói cháu và trương dương có quen nhau không kiều bằng phi gật đầu nhìn về phía trương dương ánh mắt tràn đầy vẻ oán giận vâng cháu có biết ạ à? gã định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt ông mình nhưng hành động cử chỉ của gã lại không đủ để che giấu, không thể giấu giếm được tâm trạng của mình. Kiều lão nói, có biết tại sao hôm nay ta gọi Trương Dương đến đây không? Kiều Bằng Phi đáp, là muốn bàn luận phải không ạ? Kiều lão lạnh lùng cười nói, có nhiều việc ta không hỏi không nói gì, cũng không có nghĩa là ta không biết, có phải giữa cháu và Trương Dương đã xảy ra mâu thuẫn phải không? Kiều Bằng Phi không ngờ rằng ông mình lại chủ động hỏi đến việc này mặt mày gã đỏ lên, đều là chuyện quá khứ rồi ạ. À? Ánh mắt kiều lão chuyển sang phía trung trường thắng, giọng nói trở nên gay gắt hơn, ở Đông Giang, lúc Trương Dương chữa bệnh cho tôi, có phải là cậu đã đánh thương cậu ta phải không? Trung trường thắng bị kiều lão nhìn như vậy liền run như cầy sấy, chán hắn ướt đẫm mồ hôi, lúc ấy cháu. Cháu tưởng hắn là người lạ, lo rằng hắn sẽ hại đến sự an nguy của ông và người nhà nên mới. Kiều lão nói tiếp, sự việc ở Đông Giang, Trương Dương không muốn nói với tôi, cũng có nghĩa cậu ấy không muốn truy cứu chuyện này, cậu ta đã có tấm lòng như vậy, tôi không làm rõ chuyện này thực cũng không hay chút nào. Cho nên, tôi đã làm theo ý cậu ất, nhưng nay tôi cũng không ngờ tới, đến kinh thành này, hai người các cậu lại không biết điều thoái lui. Trung Trường Thắng đã hiểu rõ, Kiều Bằng Phi lại càng nhìn Trương Dương oán hận. Kiều Lão nói, cháu không cần nhìn hắn, sự việc ở Đông Giang là do thời Duy nói với ta, còn việc tốt đẹp mà các người vừa gây ra là sư phụ của cháu nói với ta, sư phụ ngươi đến để giải thích về chuyện đuổi cổ cháu ra khỏi sư môn. Tiểu Phi à Tiểu Phi, cháu thật là khiến ta thất vọng. chương 490 của trách 3 Tiểu Bằng Phi mặt đỏ bừng bừng, bị ông mình khiển trách ngay trước mặt Trương Dương, gã thực sự thấy xấu hổ không còn lỗ nào mà chui. Kiều Lão nói tiếp, ta đã cho các cháu cơ hội, nhưng các cháu lại không biết quý trọng nó. Ông nói với Trung Trường Thắng, Trường Thắng, Ta không thể tiếp tục giữ cậu bên cạnh nữa." Trung Trường Thắng mặt tái mét, gã không nghĩ rằng Kiều lão sẽ sa thải mình, việc này thực là quá đau khổ đối với gã, gã hối hận cầu xin, "Kiều lão, cháu biết sai rồi, cháu xin thề, sau này sẽ không dám nữa, xin hãy cho cháu một cơ hội nữa." Kiều lão lạnh nhạt nói, "Trường Thắng, cậu theo ta đã lâu như vậy, còn không biết tính ta sao?" Trung Trường Thắng cắn môi, không dám nói câu nào nữa, Kiều lão trước nay đã nói là làm Muốn ông thu hồi những lời đã nói là việc bất khả thi, gã đành cung kính không người cúi lại Kiều lão một cái, hai mắt tràn đầy nước mắt. Ngay cả Trương Dương khi chứng kiến cảnh này cũng không khỏi động lòng, hắn nói với Kiều lão, "Kiều lão, đều là chuyện quá khứ, kỳ thực tôi cũng có chỗ không phải, ông đừng truy cứu chuyện này nữa." Kiều Bằng cử cũng nói thêm vào, "Ông ơi, Trương Dương cậu ấy không muốn truy cứu nữa, cũng nên bỏ qua chuyện này đi ạ." Kiều lão nói, "Trương thắng, cậu vẫn còn trẻ." còn có thể làm được nhiều việc khác. Trung trường thắng cung kính, kiều lão, cháu đã hiểu rồi, sau này cháu nhất định sẽ làm người tốt. Nói xong gã cũng cúi khom lưng xuống, nhìn kiều bằng cử và bằng phi cười chào. Trương Dương vốn cho rằng gã rất hận mình nhưng lúc này lại rất ngạc nhiên, Trương Thắng cũng biết điều, gã cúi đầu nhìn về phía Trương Dương, rất xin lỗi. Thấy Trung Trường Thắng bị Kiều Lão đuổi đi không chút nương tình, Kiều Bằng Phi trong lòng thấp thỏm lo lắng, gã thực không biết ông mình sẽ trừng phạt mình như thế nào. Kiều lão nói, tiểu phi, ta cũng đã nói với cha mẹ cháu rồi, họ cũng cho rằng tính tình cháu không thích hợp với việc làm ăn, ta sẽ để cháu đi tòng quân ở thanh tạc, rèn luyện trong quân đội vài năm. Kiều bằng phi cực kỳ khổ sở, được lắm, ông mình cũng thực nhẫn tâm, chỉ một câu thôi đã đẩy luôn mình đến cao nguyên thanh tạc. Gã biết rõ tính khí của ông, có biện minh cũng vô dụng, chỉ còn cách chấp nhận sự thật. Gã thấp giọng nói, thưa ông, cháu xin phép về trước. Kiều lão cũng không ngăn cản gã, trong hoàn cảnh này thì ai cũng thấy không vui chút nào, ông gật đầu đi đi, về nhà mà chuẩn bị. Chấm. Việc làm lần này của kiều lão thật làm Trương Dương bất ngờ, sa thải trung trường thắng rồi bắt bằng phi đi nhập ngũ ngay trước mặt hắn, hắn cũng thấy kiều lão làm vậy thực có thể ví như vì đại nghĩa diệt thân. Tuy nhiên hắn chỉ là một phó chức nhỏ nhoi, kiều lão không cần phải làm vấn đề nghiêm trọng như vậy, âu cũng chỉ là giúp kiều lão chữa bệnh co quắp cơ mặt, cái cớ này có vẻ như không thuyết phục lắm. Kiều lão nhì ra vẻ mơ hồ của Trương Dương, cười đáp ta chỉ là mượn cớ để ra tay thôi, thực ra ta sớm đã muốn dạy dỗ tên tiểu tử Bằng Phi rồi. Kiều bằng cử thở dài nói, ông à, Bằng Phi cũng chưa từng phải chịu khổ bao giờ, ông bắt nó đến tận thanh tạng, nó có chịu được không chứ? Kiều lão nói, phải cho nó chịu khổ một phen, không thì không biết sau này nó còn trở thành cái loại gì nữa. Trương Dương nghĩ thầm, Kiều lão giáo dục con cháu, cũng không cần phải mượn cớ là chuyện của hắn. Bây giờ thì hay rồi, Bằng Phi và Trường Thắng nhất định sẽ đổ tội cho hắn, càng hận hắn hơn. Nhưng Trương Dương chỉ nghĩ qua vậy, vì cho dù Kiều Lão không ra mặt thì hai tên đó cũng hận hắn thấu xương. Kiều Lão nói, ta nên ăn cơm thôi. Kiều Bằng Cử nói, đầu bếp đang làm rồi, để cháu đi xem. Trương Dương nói, Kiều Lão, cháu còn có việc, hôm nay không thể ở đây ăn cơm với ông được. Kiều Lão cười hỏi, sao vậy? Không ăn được à, có phải là vì chuyện vừa này làm ảnh hưởng tới tâm trạng không? Trương Dương không phủ nhận gì mà cười nói, không đến mức đó đâu ạ, à, cháu không biết là mật vân xa như vậy nên đã đồng ý với con nuôi của cháu sẽ đến chơi với nó, chỉ e không đi sớm thì sẽ thất hẹn. Kỳ thực hắn không có bận việc gì, nhưng liên tiếp xảy ra những việc vừa nãy hắn cũng không muốn nán lại làm gì. Kiều Lão thấy vẻ kiên quyết của hắn cũng không miễn cưỡng nữa, nhẹ giọng nói, bằng cử, hãy đưa Trương Dương về. Sau này có cơ hội chúng ta lại cùng nhau ăn cơm." Kiều Bằng cử giơ tay giữ hắn, "Cơm đã chuẩn bị xong rồi, dù sao cũng phải ăn chút cơm trưa rồi hắn đi chứ." "Không mất bao lâu đâu." Trương Dương nhìn đồng hồ cũng đã 12 giờ trưa, dù sao thì cũng phải ăn trưa, nên hắn cũng nán lại ăn với Kiều lão. Hồng lân ngư thực sự rất ngon nhưng Trương Dương ăn không mấy tự nhiên, ngồi cùng mâm với những nhân vật lớn trốn chính trị cũng phải cẩn trọng khiêm nhường, không thể tự nhiên như bình thường. Còn Kiều lão lại có thói quen không nói chuyện lúc ăn cơm, thế nên bữa cơm lại càng trầm tĩnh nặng nề. Trương Dương cũng không uống rượu, cố ăn hết bát cơm rồi đứng dậy cáo từ. Kiều lão cũng đã xong, mỉm cười nói, "Đừng gấp, ta có điều muốn hỏi cậu." Trương Dương đành bỏ qua ý định vội vã cáo từ, lại đi tới phòng khách uống trà với Kiều lão. Kiều lão nói, "Nghe nói cậu đã dựng một tấm bia ở công trường xây dựng sân bay mới của Giang Thành, khác cả bức thư pháp mà ta viết cho cậu lên đó phải không?" Trương Dương cười ầm lên. Bức thư pháp đó của Kiều Lão cũng giống như viết cho công trình đó của tôi vậy. Các lãnh đạo Giang Thành chúng tôi đều coi bức thư pháp đó của Kiều Lão là sự cổ vũ khích lệ. Bây giờ đều đã khắc hoàn thiện rồi. Kiều Lão đáp, không nên coi trọng chủ nghĩa hình thức. Trương Dương nói, không phải là chủ nghĩa hình thức. Từ lúc cháu đựng tấm bia có khắc bức thư pháp đó, các nguồn vốn đầu tư không ngừng đổ về Giang Thành. Vấn đề khó khăn tài chính trước đây cũng đã được giải quyết. Câu nói của hắn làm cho Kiều Lão cười ha hả ông gật đầu cậu trẻ tuổi tài cao đầu óc rất nhanh nhạy kiều bằng cử cũng cười đó là nhờ vào năng lực và trí thông minh của trương dương cả đúng là tấm gương cho các cán bộ hiện đại trương dương cười đừng có khen ngợi tôi như vậy tôi là người rất dễ kiêu ngạo sân bay còn chưa hoàn công đợi đến lúc xây dựng xong hãy khen tôi hắn nhìn về phía đồng hồ trên tường nói tôi thực sự phải đi rồi kiều lão sau này có thời gian tôi lại đến hầu chuyện ông kiều lão cười gật đầu ừ lúc nào đến cũng được ta còn muốn cậu chỉ dạy cho ta về phương pháp luyện tập thân thể nữa trương dương cáo từ kiều lão lên xe của kiều bằng cử gã cười nói ông tôi rất ít khi khách khí như vậy đối với người khác ông thực sự quý cậu đó trương dương thở dài nói lẽ ra hôm nay tôi không nên tới kiều bằng cử biết lý do mà trương dương nói câu này là vì bằng phi và trung trường thắng gã nói trong số anh em chúng tôi ông thương nhất là em gái tôi còn trong đám cháu trai thương nhất lại là Tiểu Phi. Nuôi dạy cháu gái thì ngoan ngoãn còn cháu trai thì như vậy đó, hỗn xược rất khó bảo. Ông thường nói với tôi rằng, Tiểu Phi kiêu căng như bây giờ đều do ông cả, cho nên việc hôm nay ông cũng đã sớm lường trước, không hề có liên quan đến cậu đâu, cậu đừng cảm thấy có lỗi hay dằn vặt bản thân. Trương Dương không phải thấy ái náy gì nhưng hắn không cam lòng vì bị kiều lão lợi dụng kiểu này. Trương Dương lại nghĩ đến đã đồng ý với Tần Hoan, lúc này mới gọi điện đến, nhưng điện thoại của tần manh manh lại không có ai nhấc máy. Hắn cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào manh manh lại không mang điện thoại. Hắn không yên tâm việc tần hoan ở nhà một mình, lại gọi điện về nhà tần manh manh. Nhận điện vẫn là tần hoan, nghe thấy giọng trương dương, đứa bé lại ủ rũ nói, bà ơi, mẹ con vẫn chưa về. Trương Dương không khỏi nhíu mày, Tần Manh Manh xảy ra chuyện gì sao, đi ra ngoài lâu như thế, lại vứt một mình Tần Hoan ở nhà, sao có thể yên tâm mà đi được chứ. Đã 12 giờ rồi, Tần Hoan cũng chưa ăn cơm, Trương Dương nói, Tiểu Hoan, đừng sợ, ba sẽ lập tức đến với con. Tần Hoan vui vẻ đáp lại một tiếng. Tần Manh Manh thực là đã đi chợ mua đồ, cô vốn không định đi lâu như vậy nhưng lúc về đến nhà cô gặp một người, một người mà cô không hề muốn gặp mặt, anh trai cô Tần Trấn Đông. Tần Trấn Đông trông trẻ hơn hẳn so với tuổi thực, những năm này, gã không có lúc nào không cảm thấy lương tâm cắn rứt, gã cũng đã cố gắng lắm mới đến gặp tần manh manh, manh manh. Giọng tần chấn đông khàn giọng nói. Tần manh manh lạnh lùng nhìn gã, trong mắt người đẹp ngập tràn hận thù vào giận dữ, anh tới làm gì? Cút đi. Tần chấn đông nhỏ giọng nói, anh muốn nói với em vài câu, nói xong anh sẽ đi ngay. Hừm, giữa tôi và anh chẳng có gì để nói hết, mời anh đi cho, tránh xa khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh, không muốn nhìn thấy bất cứ một kẻ họ tần nào của nhà các người hết. Tần Trấn Đông cảm thấy vô cùng đau khổ, hắn thấp giọng nói, manh manh, hãy cho anh cơ hội nói chuyện, anh thể nói xong sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Tần manh manh có chút lo lắng nhìn lên lầu, cô sợ con mình sẽ nhìn thấy cảnh này, nên đã gật đầu đồng ý anh nói đi. Tần Trấn Đông nói, anh có một phòng ở phía đối diện, chúng ta qua đó nói chuyện. Tần manh manh cảnh giác nhìn Tần Trấn Đông. Tần Trấn Đông nói, từ lúc mẹ con em chuyển đến Bắc Kinh, anh đã thuê phòng ở khu đối diện, ngày nào cũng đứng ở cửa sổ nhìn hai người. Tần manh manh cau mày vẻ chán ghét, anh im đi. Tần Trấn Đông nói, anh xin em, hãy cho anh cơ hội nói chuyện. Tần manh manh đi theo Tần Trấn Đông về phía lầu đối diện, cô quyết định cho gã một cơ hội, xem xem cái tên vô liêm sỉ này muốn nói gì, xem cái tên đã phá hủy tuổi xuân và cuộc đời của người khác này sẽ biện minh thế nào đây. Lúc họ đi vào cửa xoay cũng không để ý rằng phía gần đó một chiếc xe Jeep đang đỗ lại, Bên trong là Văn Hạo Nam nhìn họ một cách đầy nghi hoặc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 490.